bố thảo băng xa cá lăng sạch. Con xin cung trả lời kim thân Phật Đà, Bồ Đề Bảo Tháp gần xa, đời đời, đời qua cung cha ra thầm mầm hi cha răng anati tô và thi thầm mầm hi và thình anati tô ma ra na thầm mầm hi ma ra năng anati tô sam bê hi mê bi dê hi ma na bê hi na na pha vô vi na pha vô cam ma sa com hi cam ma đa gia đô cam ma vô ni cam ma ban thu cam ma pati sarano yang cam mang karisa mi cam gia năng qua ba ba căn qua ta sa đa gia đô và quý sa mi ê quang âm hê hi a phình hằng bánh cha quanh kỳ tâm băng bù chê mi bùa thăng cú su mê na nê na bùa nhê na mê tê na cha hô tù mơ khăn bụng phân mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia ti quý na sa pha quăng bồ chê mi thâm măng cú su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tù mong khăn bồn phăng mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia ti quý na sa phá văn bồ chê mi sáng khăn cú su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tù móng khăn bụng phăng mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia ti quy na sa pha văn sam bê san ta a quê ra hoàn tu su ca hoàn tu nín đúng ca hoàn tu âm gia bánh cha hoàn tu a ni kha hoàn tu đi kha du ca hoàn tu a rô ga hoàn tu sam bánh ti hi sam minh chan tu su khi âm ta năng bà ri ha răn tu đông kham bánh ta cha ninh đông kha phà giam bánh ta cha niệm phá gia so cam bánh ta cha niệm so ca hon tu sam bê bì ba ni nô u ca sa ma văn phạn tê quy sùng quy sùng rắc kha nát tha gia ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni gia cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích du ti dầm pi ma văn phạn tê quy sùng răng kha nát tha và ti sa ra nê na sa ha ban cha si la ni ya cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì ta ti dầm pi ma văn phạn tê quy sùng rắc kha nát tha gia ti sa ra nê na sa ha ban cha si la ni gia cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba kính bạch ngài trí đức bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Con xin kính thỉnh Ngài thay mặt chư Tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Chư thiên cái lễ chư tôn tiền đức tăng trong những nét nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam thiên nữ, thiện hữu trí thức. Xin được thay mặt chư tăng truyền tam quy vào ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đăng mong sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Sầm căng sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đức đi âm bi Bụt đăng sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì. Đức Di Dâm Bi Đăng Măng Sa Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ nhì. Đức Di Dâm Bi Sang Khăn Sa Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ nhì. Ta Di Dâm Bi Bụt Đăng Sa Năng Ga Cha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba. Ta ti yam bi đắc mong sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ ba. Ta ti yam bi sang khang sa năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ ba. Bụt thằng sa ra năng ga cha mi, tham mang sa ra năng ga cha mi, Sang khang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đu tí dâm pí bút thằng saranang gacchami, đu tí dâm pí thầm măng saranang gacchami, đu tí dâm pí sang khang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ta tí dâm pí bút thằng sa ra năng gách chà mít. Ta tí dâm pí thầm măng sa ra năng gách chà mít. Ta tí dâm pí sang khăn sa ra năng gách chà mít. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tỳ sa na ca ha năng pa ri pu năng pa quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Nam á phần tê và chúng con xin vâng. Banatibata Veramatni Sikhavanang Samadhyami, con xin vâng như điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adinayana Veramatni Sikhavanang Samadhyami, con xin vâng như điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumichachara Veramatni Sikhavanang Samadhyami, con xin vâng như điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Musawada Veramatni Sikhavanang Samadhyami, con xin vâng như điều học là quy tránh xa sự nói dối. Suramerayamajjapamadathana Veramatni Sikhavanang Samadhyami, con xin vâng như điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Banatibata Veramatni Sikhavanang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramatni Sikhavanang Samadhyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicchacara Veramatni Sikhavanang Samadhyami,
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa wa da we ramani sikha badang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raya mat chap pa ma dam thana we ramani sikha badang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất sai. Đi ma ni ban chan sa ka ba da ni sa tu kang ka to ang pa ma de na ni cha ka lang sam rak thi ta bang chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới này tâm bảo rồi và ráng giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phạn tê, dạ chúng con xin vâng. Sile na sugatin yanti, sile na pukasam badan, sile na niputin yanti tasman, silang viso thác yên. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng như dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng như dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng như dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhớ. Sa thú sa thú sa thú ua ta mang ghê na quan đê hăng ba đà bán sung hòa rúa ta mang bùa thế vô khả lý tô đô sô bùa thô khả ma tú tăng ma măng ua ta măng ghê na quanh đế hăng thăm manh cha đu quỳ thăng hòa răng thăm mê vô khả lý tô đô sô thăm mô khả ma tú tăng ma măng ua ta măng ghê na quanh đê hăng sang khanh cha đu vi thô ta măng sang khê vô khả lý tô đô sô sang khô khả ma tú tăng ma măng. Dạ con xin kính thỉnh ngài lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Ô tu sắp ở mong gà lăng gà khăn tu sắp ở đê vá tai sắp ở bụt đê hai nô pa vê nê sơ đà sô thi phu văn tu tê phu vá tu sắp ở mong gà lăng gà khăn tu sắp ở đê vá tai sắp ở thăm mai nô pa vê nê sơ đà sô thi phu văn tu tê phu vá tu sắp ở mong gà lăng gà khăn tu sắp ở đê vá tai sắp ở sang khá hai nô pa vê nê sơ đà sô thi họ quan tu tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người te thalatha sukita varunaham bunta sa sane aroga sukita ho thasaha sabbe thị nhà tị phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú sa thú sa thú, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Dạng kinh chỉ cu sa la cam mang căn tâm băng kỳ ri văn mà ma ca dê na qua cha mà na sa thì đà xê su gà tăng cà tăng dê sanh ta sanh nhị nô ánh thì dê cha sanh ta sanh nhị nô ca tăng puân nhà pha lăng mê hăng xăm bê pha ghi pha quanh tù tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng puân nhà pha lăng mà gia dê cha tăng tha na cha nam thì đề qua gánh toa ni quê đà dung
Sambe lo cam hi ye san ta chi wan ta ha ra he tu ca ma nu an nhang pho cha nang sambe la phan tu ma ma chi ta sa ti Karani yaman thakusale na yan tang san tang badang afi samain cha sang ko uchu cha su uchu cha su wacho cha samudu anatima ni san tu sako cha su faro cha amba kinh cho cha san lau ka vu ti san tin tri yo cha ni ba ko cha amba gam pho ku le su ananu gin to na cha ku dang sam ma cha re kinh chi ye na win yu ba re o ba wa de yung Sukino wa khe mi no hon tu sambe san ta pha quán tu su khi tan ta. Ye ke chi ba na phu tan thi ta sa wa tha wa ra wa na wa se sa di ka wa ye ma han ta wa man chi ma ra sa ka nu ka thu la. Đinh tha hòa dê hòa ảnh đinh tha dê cha đu rê hòa xanh thị a quỳ đu rê phu ta hòa xăm pha huệ si hòa xăm bê xăm ta pha quánh thụ su khi tan ta na bà rô bà răng nị cùng bê tha na tị mánh dê tha cánh tha chị năng kinh chi ya ro sa na ba ti kha san nya nan nya man nya sa đúng kha minh chê ya ma ta ya tha ni yang bu tang na yu sa e ka pu ta ma nu rang khe e quam bi sam ba phu te su ma na sang pa wa ye a pa ri ma nang me tan cha sam ba to sin ma na sang pha hòa dê à pa ri ma năng úa thăng à thô cha ti ri danh cha sam ba thăng à quê răng à xà bánh tăng tính thanh cha răng ni sinh nô hòa xa gia nô hòa gia hòa ta xa quy gá ta minh thô ê tăng xa tinh à thính thầy và pram ma mê tăng quy hạ răng ni tha ma hồ đính thinh cha nô ba găm ma si là hoa đa sa nê na sam pan nô ca mê su quy nê và ghê thăng na hi cha tu găm pha xê văn bù na rê tì tì ba hùng sa ha sa ma phi niệm mi ta sa vô thanh tăng ri mê ca lăng u đi ta go ra sa xê na ma răng đà na đi thăm mà quy thị na chi ta quá mù nịnh đô tăng tê cha sa pha quá tu tê cha dạ măng gà la ni ma ra ti rê ca ma phi vua chi ta xăm bà rắn tình gô râm bà na là quá cà măng ca ma thanh thà giáng khăn khan ti su đan ta quy thị na chi ta qua mù ninh đô tam tê cha sa pha qua tu tê cha dạ măng ga la ni na la ghi rình ga cha qua rằng a ti man ta phụ tăng đa quang ghi chăng ca ma sa ni qua su đa ru nan tăng mẹ tâm bù xê ca quy thị na chi ta qua mù ninh đô tam tê cha sa pha qua tu tê cha dạ măng ga la Ni ung khinh ta khang ga ma ti hanh tha su đa ru nan tăng tha quanh ti vô cha na bà thăng gu li ma la quanh tăng ính thi phi sang kha ta ma nô chi ta qua mu ninh đô tâm tê cha sa pha qua tu tê cha dạ măng ga la ni canh tòa na canh tha mu đa rằng y qua găm phi ni gia chinh cha gia đung tha qua cha năng cha na ca ma dạ mánh chê san tê na so ma quy thị na chi ta qua mù ninh đô tan tê cha sa pha qua tu tê cha dạ măng ga la ni san chàng quy hà gia ma ti san cha ca qua đa kê tùng qua đa phi rô ti
Bi ta ma năng a tỳ an tha phu tăng bành nhà ba đi bà cha li tô chi ta qua mu ninh đô tăng tê cha sa pha qua tu tê cha già mang ga la ni nan đô ba nan đa phu cha gần quy bố thăng mà hình thình búa tê na thê đa phu cha ghê na đà ma ba danh tô ứng thu bà đê sa quy thị na chi ta qua mu ninh đô tăng tê cha sa pha qua tu tê cha gia mang ga la ni đung gà ha đinh thi phu cha ghê na su đánh thả hạnh thăng brahm mang quy xua thi chu ti minh thi đập ba ca phi tha năng nhà na ga đề na quy thị na chi ta qua mu ninh đô tăng tê cha sa pha qua tu tê cha gia mang ga la ni ê ta bi bua tha cha ya mang ga la an tha ga tha yo wa cha no di na di ne sa ra tế ma tan đi hình toa na nê ca quy quỳ tha ni chu banh đa hòa ni mông khăn su khăn a thi ga mê ya na rô sa banh nhô. Mahakaruniko na tho hitaya samba ba ni nang bu ran toa ba rami samba ban to sambo thi mua ta mang e te na san cha wan che na ho tu te cha ya mang ga lang cha dành tô bồ thi gia mụ lê sẵn gia nặng nanh đi quánh thà nô ê quán toàn quy cha vô hồ hi cha giá su cha giá măng gà lê a ba răn chê ta ba an lăng kê sĩ xê bà thà quy bóng khà rê a phi xê kê sắm ba búa thà năng ăn gam ban tô ba mô đa ti su năng khăn tăng su măng gà lăng su ba pha tăng su húa thị tăng su khà nô su mù húa tô cha su dinh thăng brahma cha ri su ba đăng khi năng ca gia cam măng quả cha cam măng ba đăng khi năng ba đăng khi năng ma nô cam măng ba ni thị tê ba đăng khi na ba đăng khi na ni cánh toa na la phan tam thê bà đăng khi nê. Nắc mô bút thà giác, nắc mô thầm mà giác, nắc mô sằng khà giác. Dạ con xin kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, dạ con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, Nguyên Như xin kính mời đạo tràng cùng với Nguyên Như thỉnh pháp sư ạ. À. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha Brahma cha lô ca thi ba tỳ sa hầm ba tỳ ca tăng cha lì an thi qua rằng a già cha tha sanh tỳ tha sanh tâm ba ra chăng tha cha ti ca đề sê tu thầm mang anu cầm bi mang ba chăng sẵn thầm ma phệ rình quy nha dành cha cả dành xúa tâm cha bánh thăng a phi thầm mà chạm măng a cô ta dành tổ cha tu sanh cha đằng đằng bác bồ thà nấy về ba rì xa dạ mạnh chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phân nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vườn lộng giả ngài dời trường sang thuyên pham độ cam hàng đệ tử có năm thầy thính dự pham từ đó là nhóm kiều trận như được nêm hương vị hữu dư niết bàn
Rồi từ đó mở mang giao pháp, 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ơn phổ cẩm, đã mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tin rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nội đàng tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đường trí tri vẹn toàn. Nắc mô Bút Tha Giá, Nắc mô Thầm Ma Giá, Nắc mô Săn Kha Giá. Dạ, Nguyên Như xin kính nhường mít lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Nguyên Như. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và đạo tràng có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thai giá và sa thú lành thai. Kính cảm ơn Nguyên Như đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo, thọ trì vi giới và cung thỉnh pháp sư. Và cảm ơn Như Quang, cảm ơn tràng đạo và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nguyên Như làm Nhật Quỳnh bất ngờ quá, tự nhiên buông mất cái rụp. Dạ, không kịp trở tay luôn. Dạ, Nam mô Bụt Thai giá. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ ngày Liễu Tông trả lời những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Có thể đưa những câu chích chát hoặc là có thể đưa bằng tay thì Nhật Quỳnh nhường mic. Trần Đạo ơi, hôm nay có làm thị giả cho ngài được không Trần Đạo? Nếu được thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu nghe Trần Đạo nghe. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời tất cả quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và vị nào có câu hỏi thì chắc lên hoặc là có thể đưa bằng tay cầm mic thì Nhật Quỳnh xin nhường mic ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, chưa có câu hỏi mà cũng chưa có bàn tay. Dạ, cho con xin hỏi mở hàng đi. Cầu mong con hỏi mở hàng cho đắt một chút. Kính mong đạo tràng hỗ trợ giùm để cái giờ của ngài Liễu Tông nó được ấm áp một chút ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bạch ngài, buổi sáng nay chúng con học ở bên lớp học Bồ Tát Tham Ma bài 49 của Rường Bộ Kinh, Kinh Cúng Tụng. Thì con nghe một vị giảng sư giảng là khi mình đi khất thực về rồi phải quán vật thực bất tịnh rồi mình mới thọ dụng để không tham đắm. Mà con không hiểu là quán bất tịnh là quán sao bạch ngài? Ngài có thể giảng giải cho con để con hiểu thêm về cái chữ khi mình khi do những việc tỳ khưu mà đình đậu cơm đó rồi quán bất tịnh là quán như thế nào? Dạ, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bút Tát Sa. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tôn hay giả, kính thưa chư cư sĩ nam và sĩ nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Tha Giá. Thật sự đó, khi chưa tăng nhận cái gì liên quan tới tứ diệt dụng thì phải quán những cái đồ đó trước khi, trong khi mình nhận, rồi trong khi mình dùng và sau khi nhận có thể quán lần nữa. Nhưng mà quán không có quán bất tịnh gì đó. Cái câu mà thường quý vị nếu mà thấy chưa tăng hay tụng Bali hoặc là tiếng Việt đó,
Những vật thực này là những vật nguyên chất được chế tạo tùy theo món vật dụng. Nó không có sinh mạng, chẳng phải chúng sanh ha. Nó chỉ là những cái điều kiện để cho chư tăng thọ dụng, mà thọ dụng không phải để có sức mạnh như người võ sĩ, cũng không để có sắc đẹp như này nọ ông sùm đó. Đó là quán như vậy để cho mình đừng có dính vô cái món vật dụng mà mình đang thọ dụng mà thôi, chứ không có quán bất tịnh gì cả. Còn mấy món quán bất tịnh, quán về vật thực á, là một trong 40 cái đề mục về thiền hành quán khi nào mình hành thiền kia. Chứ còn mà đừng ăn quán bất tịnh là ăn cái gì nữa. Quán nó có 7-8 điều kiện về quán về vật thực, mà quán kiểu bất tịnh á, là khi nó đụng vào cơ thể thì nó bắt đầu là nó có triệu chứng, ví dụ như là không có được này nọ, nhưng mà khi nó vô người mình rồi thì nó trung ra cổ khiếu đó, tức là ít nhất là mồ hôi hay gì cũng có mùi hay gì gì đó, rồi nó ra đường tiểu tiện hay đường đại tiện gì mùi vậy, vậy là cái vật dơ bẩn này kia đó. Quá tin là khi nào mình hành thiền mới quán, còn khi ăn là mình không quán cái vụ đó, mình chỉ quán cái đó, cái bài đó thì thường chưa tăng nào mà học để quán như vậy thôi, chứ được quán bất tịnh là quán như vậy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thủ con thành kính tri ân ngài đã giảng giải câu hỏi của con. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị mà những câu chết chát ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, trà thủ bàn tay của Quỳnh. Chính mời Quỳnh nha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ga giá. Dạ, đạo Quỳnh xin đảnh lễ kính chào sư Trí Đức, sư Liễu Tông, cô Nhật Quỳnh là chủ room, cùng tất cả anh chị em trong đạo tràng thân mến. Phải nói là đạo huynh không phải là một Phật tử thuần thành, nhưng mà tự nhiên thấy vô cái room này nhiều lần cũng thấy đâm ra cái lòng cảm mến, thành thử là nó trở thành cái thói quen. Dạ, thành thử hồi trước mình nghe nói mấy anh chàng trẻ tuổi mà hay tối uống cà phê đó, thành chưa chắc gì là cà phê đã ngon, nhưng mà có thể là khi cô chủ quán dễ thương, thành thử là cùng một thế ấy là người ta tới chùa vậy, có thể là mấy vị sư rất là giảng rất hay, tỏa những cái hào quang, thành thử là người ta đến là như vậy. Dạ, thì một lần nữa thì đạo huynh xin đảnh lễ tất cả quý vị, và đạo huynh xin có một cái câu hỏi. Đạo huynh cũng thấy thích đọc sách, thích ở những cái câu chuyện như là Một Ngày Trong Đời của Ivanovich, của nhà văn Nga là Solzhenitsyn á, ông tả một cái tác phẩm ngắn lắm, khoảng 100 trang à, mà ông tả cái cuộc đời của một người tù nhân trong những cái trại Gulag, tức là những cái trại giống như trại tập trung cải tạo ở Việt Nam mình vậy đó. Cuộc sống của ảnh từ khi ảnh mở mắt rồi tới khi ảnh đi ngủ rồi đã trải qua những cái khó khăn như thế nào cuộc sống, rất là đọc rất là cảm động. Thì đạo huynh chợt nghĩ là cũng tò mò, tại vì mình không phải là Phật tử thuần thành như đạo huynh đã thưa đó, thành tử cũng rất là tò mò, không biết là cái cuộc một ngày trong đời của một vị tăng, của một vị sư ở trong chùa như thế nào. Từ cái lúc ngài thức dậy tới lúc ngài đi ngủ, thì trong ngày nó xảy ra những cái chuyện gì trong ngày đó. Đạo huynh hỏi như vậy là cũng có ý là đạo huynh nghĩ là cũng đi tu cũng có là đi tìm một cái phước hạnh giống như hồi trước Đức Phật đi tìm vậy đó, thành thử là một hy vọng là sư Trí Đức hay là sư Liễu Tông có thể chia sẻ cho đạo tràng để mà đại chúng có thể biết được, lấy đó một tấm gương để mà có thể áp dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mọi người. Dạ,
Đạo huynh xin xuống bích và nhường lại cái bàn tay rất là dễ thương và rất đẹp cho hai vị sư. Dạ. Xin một lần nữa xin thật cảm ơn. Nam mô Phật tại gia kinh bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Học trò đệ tử Đức Phật thì có hai hạng. Hạng tu sĩ và hạng không phải là tu sĩ. Tu sĩ thì có công việc của tu sĩ. Đối với tu sĩ thì làm không có nhiều. Tức là giới phải giữ, định phải hành, tuệ phải tu cả ngày vậy đó. Thì cho giới đừng có bị quen ố, đừng có bị hư, bị lũng, bị rách. Tịnh phải hành để cho cái tâm nó được thanh tịnh, an vui. Và thể phải tu để thấy những cái gì mà đáng cần thấy trong cái thân ngũ uẩn này. Chỉ có như chuyện đó làm thôi, làm ngày này sang ngày nọ, làm cho tới khi nào trở thành bậc thánh mà thôi. Làm từ ngày này ngày nọ, năm này sang năm nọ, tăng kỳ này sang tăng kỳ nọ. Còn cần sinh năng của sư nữ, tức là không phải tu sĩ đó, hay có nhiệm vụ học pháp, hành pháp và hộ trì hàng tứ chúng, tức là hộ trì Phật pháp đó. Là ai vô cũng phải học pháp để biết, còn nếu không học thì mình làm gì cũng sai. Bố thí cũng phải học để làm thế nào cho bố thí cho nó được kết quả như ý. Giữ giới cũng phải học để làm thế nào để giới được trong sạch. Rồi hành những cái pháp như vậy, rồi sau đó là hộ pháp, biết mới hộ được, chứ không biết đâu hộ được. Mình vô mình không biết cái công việc trong chùa như thế nào, chư tăng như thế nào, thì làm sao mình hộ được. Nên cái đi vô đi vòng vòng thì xin bao nhiêu chiên tào lao hái lộc, thấy chùa có trái cây vô xin vài trái để ăn, nhưng mà gật đầu rồi thì tìm bịch ni lông để tu gô nữa, thì cái đó là người không phải là Phật tử thứ thiệt, không phải là cận sinh nam của sư nữ thứ thiệt. Cần sinh nam và sinh nữ thứ thiệt là học pháp, hành pháp và hộ pháp, chứ không phải vô đấy làm cho phiền não tới người khác, người xung quanh, là cái nơi mà không được thanh tịnh cho lắm đối với chùa. Bây giờ thì quý vị có thể nhìn thấy điều chúng tôi nói, nó bắt đầu nó có những cái điều không hay. Chùa bây giờ thì nhạc nhòa đồ này kia, múa lân múa đồ trong chùa, đó là cái chuyện bắt đầu giáo pháp đang trên con đường mà xuống dốc. Nên là mình phải học để mình tránh bỏ bớt những cái đó. Đó là cái chuyện của cận sinh nam cận sinh nữ. Nam mô Phật Thầy á. Dạ, Đạo Huynh xin rất là cảm ơn câu trả lời của sư Liễu Tông. Đạo Huynh cũng nhân một cái thể đó là xin hỏi tiếp một câu nữa là như vậy thì trong cái cuộc đời tu tập của sư đó, thì sư có gặp những cái thử thách nào là cho là khó khăn, là thử thách mà sư phải tìm cách vượt qua? Dạ. Một lần nữa Đạo Huynh xin nhường lại cho sư Trí Đức, và xin sư Đức từ bi hoan hỷ xin trả lời ạ. Dạ. Nam mô Phật Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thử thách thì bắt đầu từ ngày bước vô đã có sự thử thách rồi, thôi mình chịu đựng được hay không, mình có khâm nhẫn được với những cái chuyện đó hay không. Ví dụ đi thì bệnh bữa đói bữa no, chứ không phải đi tù là sướng, mình nhớ chuyện đó. Cái thứ hai đó, mà cái dân mà ở Mỹ như chúng tôi mà ngày đầu tiên mà qua bên Thái rồi đi trị bệnh đó, quý vị biết ăn những vật thực cái loại đó thì Tào Tháo nó rượt hoài chứ không phải dễ. Rồi sau đó đi Miến Điện cũng vậy, vị nào từng đi Miến Điện biết không phải ăn những cái đồ ăn đó là dễ, mà có rằng là mai rồi còn đi trị bệnh thì bữa đói bữa no, đó là những cái chuyện mà phải đối diện hàng ngày. Rồi phải
học Pháp, bắt đầu những cái tiếng, học cái tiếng địa phương, rồi học tiếng ngôn ngữ của Đức Phật. Rồi hành Pháp đâu phải dễ, quý vị biết vô bên đó thì không có đầy đủ những cái phương tiện như đây. Đây có áo lạnh nấu ấm, bên mấy sứ đó chưa tăng thì có tham y nhất bác mà thôi, không có áo hành lắm gì hết á. Thành ra đối diện những giải hoài, thành ra quý vị cứ nhìn những cái nước mà theo Phật giáo truyền thống này biết, cái nước mà chưa tăng đông nhiều nhất giờ là Miến Điện đó. Miến Điện có khoảng 55 triệu dân thôi, nhưng mà ông sư khoảng nửa triệu, chùa thì khoảng 45 ngàn ngôi chùa. Cái nước thứ hai là Thái Lan, ông sư thì khoảng 100 ngàn vị, chùa thì khoảng 35 ngàn ngôi chùa. Hai cái nước mà lớn về Phật giáo bây giờ đó, thì quý vị cứ nghĩ đi, nước Thái là 70-80 triệu, mà đi nuôi có 300 ngàn ông sư mà nuôi cũng không nổi, chứ không phải dễ đâu quý vị, không phải dễ đâu. Bởi vì công ăn việc làm hàng ngày bao nhiêu chuyện, thành ra đó là những cái điều kiện mà những người mà mặc cái áo của tu sĩ vô đó phải phấn đấu ghê lắm. Chứ thường thường là tu sẽ đông, tu 10 người ở lại còn được 1-2 người mà thôi, đó là chuyện rất bình thường. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, đạo huynh xin thành thật cảm ơn câu trả lời của sư Trí Đức ạ. Sư Liễu Tông, xin lỗi cứ lộn hai sư hoài. Đạo huynh xin hỏi thêm một câu nữa, một câu cuối cùng, rồi xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Như chẳng hạn như bây giờ đạo huynh cũng tập tễnh bước vào con đường tu, tại vì đạo huynh cũng đi lòng vòng mấy đạo, trường đạo nào cũng vô hết, Công giáo cũng vô, Tin lành cũng vô, Hồi giáo cũng vô, rồi cuối cùng là trở lại với Phật giáo, là cái đạo Phật mà đạo huynh từ thuở bé đã theo gia đình tu tập. Thì xin hỏi sư Liễu Tông là sư có một lời khuyên nào cho những người mới tập tễnh bước vào con đường tu, một ít lời khuyên rất là ngắn ngủi thôi, để mà đạo huynh cũng như anh chị em trong đạo tràng này có thể lấy đó làm cái cẩm nang, đôi khi mà gặp cái chuyện gì mà bất trắc cái mình dỡ ra cơ hội cái cẩm nang handbook mà dỡ ra coi. Dạ, một lần nữa đạo huynh xin cảm tạ và xin nhường mic lại cho sư Liễu Tông. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tông Hề Dạ. Thưa chư vị, ra đó đầu để tu thì cái chuyện mà đáng làm trước là giới. Thì bây giờ mình muốn tập thử coi, bình thường mình chưa cần tu đâu, mình nguyện trong ngày ngũ giới thì không cần nhiều, rồi trong ngày đó có mình phạm bao nhiêu lần, mình đức bao nhiêu lần thì biết liền gì đó. Mà cứ tập lần cho tới khi nào mà cảm thấy mình có thể mình đầy đủ điều kiện thì mình thêm mấy giới nữa là ngộ 8 giới đó. Không ăn chiều mấy ngày thì coi sao, hát càng 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 sao, tối ngày cái ráng cố gắng ngồi thiền, ngồi như được bao lâu, cái tàu cái chân cẳng nó giao nhất như thế nào, thì cái tập về thì biết liền, biết mình có thể tu được hay không liền à. Chứ còn mình ngồi một chút rồi rên, một chút thì ngủ gục ra thì thôi, có lẽ là lúc đời tu không được. Còn mẹ cố gắng như nào thì tập cho đó, kiến cắn con hào thì tập cho đó, thì thôi khỏi làm gì hết. Thì cứ tập như vậy biết, từ từ tập như vậy biết. Giới là cái chuyện mà đầu câu chuyện của những người bắt đầu vô bước vô cái nghề tu sĩ. Sau đó mới nói tới chuyện đó. Cái chuyện đó mà giữ không được thì khỏi bàn, miễn bàn chuyện khác. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ, một lần nữa đạo huynh xin cảm tạ những câu hỏi, những cái câu trả lời của sư Liễu Tông ạ. Dạ, và xin nhường mic lại cho đạo tràng. Dạ. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Gia, Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Sam Pha Gia. Dạ, kính mời quý anh chị trong đạo tràng
có thắc mắc gì thì trực tiếp giơ tay hỏi ngài hay là đặt câu hỏi. Dạ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu ạ. Kính thưa sư, ví dụ một người làm về toán, khi thường niệm hay nhớ các công thức, phương trình trong lúc nghiên cứu, thì tâm sở niệm này có thuộc loại sở hữu tịnh hảo không kính thưa sư? Dạ con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, không có gì bảo đảm là những cái chuyện mà mình giỏi đời, ở đời đó là mình là người có trí hay có niệm cả ha. Quý vị nên nhớ đó, nếu quý vị nào đọc trong cái thập nhị nhân duyên đó, thì quý vị thấy vô minh duyên hành đó, nó đi tới lên tới cái cõi trời phi tưởng, phi tưởng chứ không phải là nó ở tạo đạo dưới này đâu. Người mà nghĩa là vô minh tư thiệt đó vẫn làm được nhiều công việc như thường chứ không phải là cái làm không có được. Bởi vì nếu mà mình tính theo cái sở hữu mà vô minh đó, nó chỉ không biết có 7-8 chuyện thôi, còn nhiều nó biết rất nhiều. Thành ra trong lúc mình làm cái ở ngoài đời mình làm giỏi đó, nhiều khi đó là những cái loại tâm tham hay là những cái loại tâm khác chứ không có hẳn thì là thiện pháp cả. Thiện pháp là quy nó phát sinh nó rất là hiếm chứ không phải dễ. Là trong đời mình bây giờ đó, chúng tôi nói nhiều lần trong room này để cho quý vị thấy, tối nay Định Tuệ Song Tu ngồi nghỉ từ sáng cho tới bắt đầu leo lên giường đó, cái tâm mình ác pháp nhiều hay thiện pháp nhiều, mà thiện pháp loại nào thì biết liền à. Một ngày mà đã vậy rồi chứ đừng nói một đời đã vậy rồi thì cả thân kỳ thì mình đừng có nghĩ là ôi mình nhớ cái này hay nhớ kia hay, nhớ nhiều khi không có liên quan gì tới cái niệm hay là ấy đó. Nhớ là công việc làm của sảnh gia chia ta xịt, tức là tâm sở tưởng đó. Đó. Thì tâm sở tưởng nó đi cả trong thiện pháp, trong ác pháp luôn chứ không ấy. Nó còn nhớ những cái loại nào mà là mà cái tâm mình á có thể trừ được những cái thân khẩu thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp á, thì cái nhớ đó mới có thể là thiện pháp. Còn mình thỏa mãn hay là mình nhớ qua những cái việc gì mà làm cho mình cái tham phát sanh, cái sân ngã mạn phát sanh thì cái đó không thể nào gọi là thiện pháp được. Thì mình cứ tập nhìn cái lộ cái sự suy nghĩ của mình hằng ngày là mình biết cái đó là cái gì. Nam mô Phật Thầy á. Dạ con thấy Định Tuệ Song Tu đã kính tri ân sư ạ. Dạ kính mời quý anh chị có thắc mắc gì thì đặt câu hỏi hay là trực tiếp giơ tay hỏi ngài ạ. Xin mời quý anh chị trong đầu tràng. Chị Nhật Minh ạ. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Dạ, trần nào có nghe lại được âm thanh Nhật Minh không? Nhật Minh thấy mic của Nhật Minh rớt. Dạ, trần nào có nghe lại được? Vì sao mà Nam mô Bích Thai giá. Dạ. Sa thủ lành thai. Dạ, kính cảm ơn câu hỏi của Huynh Đạo Huynh. Dạ, cảm ơn câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Và cảm ơn Sài Gòn đã hỗ trợ cho Thích Trần Đạo. Dạ. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, không biết Huynh Đạo Huynh còn ở đó không? Lúc nãy Nhục Huynh chát lên, không biết Huynh có thấy không? Xin lỗi Quỳnh Nga, tại vì cái room này là room của Ngài Trí Đức chứ không có phải room của Nhật Quỳnh.
Nhật Quỳnh cũng như Quỳnh thôi. Nhật Quỳnh chỉ là một Phật tử thôi. Dạ, một Phật tử mà Nhật Quỳnh có được duyên lành để thường xuyên vô đạo tràng nghe pháp giống như Quỳnh vậy đó. Dạ, chứ không có gì khác hơn Quỳnh đâu nha. Dạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, con dạ không có khó rung gì hết á. Nhật Quỳnh cũng là Phật tử rồi Quỳnh. Mà tại vì Nhật Quỳnh có điều kiện, dạ, Nhật Quỳnh có điều kiện vào đạo tràng nhiều thường xuyên hơn, dạ, không phải đạo tràng này không, Nhật Quỳnh con vào đạo tràng của Phật của Pháp Quốc Kinh Chuyên Đề và lớp học của Thá Thâm Má nữa, tại vì cái công việc làm của Nhật Quỳnh có thời gian để vào máy, vừa làm vừa nhà và vào rung được, dạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con chưa thấy cái câu hỏi, dạ chưa thấy cái câu hỏi của quý vị cũng như có chưa có bàn tay cho con xin hỏi tiếp một câu, cũng là cái bài học hồi sáng này con nghe quý sư giảng thì về thọ dụng và buông xả xả bỏ thì có liên quan đến những vị xuất gia nên thì con câu hỏi của con là như thế này bạch ngài. Ví dụ như con là một người nữ xuất gia tu nữ, rồi sau đó con không có đủ cái điều kiện, không đủ duyên lành để con ở chùa, rồi con về gia đình, con sống chung với chồng cháu chắc từ để cái gì thì tại vì nó có hai cái vấn đề như vậy nên con muốn hỏi ngài. Một thì có người ta nói là mặc dù về sống trong gia đình nhưng mà vẫn giữ hình tướng tu nữ, vẫn đắp y, vẫn cạo tóc thì dễ dàng giữ giới hơn. Còn một thì có người lại nói là mình đã về gia đình, sống trong gia đình mặc dù mình có phòng riêng nhưng mà mình đã sống trong gia đình mà mình còn để y áo rồi cái hình tướng của một vị tu sĩ thì không tốt. Và bạch ngài, ngài giảng dạy dùm con trong hai cái trường hợp này, nếu con là người xuất gia và phải trở về gia đình thì con phải làm như thế nào ạ? Nam Mô Bích Tha. Giá và con kính dâng bích đến ngài. Nam Mô Bích Tha. Giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, trở về gia đình thì xả y xả áo xả giới thì trở về gia đình làm sao mà còn giữ cái tướng trạng của người xuất gia được nha. Cái đó là thứ nhất là đối với tám giới thôi đó, nghe tám giới, cái giới Abrahma đó là biết là nghĩa là đụng chạm với cái người mà chồng của mình cũng được nó chở rồi nói là làm gì khác nha. Cái đó là cái chuyện rất là vi tế, không có nên nha. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, mình xuất gia kiểu nào, thấy nhiều người xuất gia thấy trong rừng này có kêu cái gì đó, không biết ngài có vô không, kêu là Sajini gì đó, tụng câu Bali không thành là làm sao thành được Sajini, vì nó nhớ ngay có bị thọ tam quy ngũ giới để trở thành cận sinh nam cận sinh nữ đó, tức là Phật tử đó, cũng phải bằng tiếng Bali chứ không có tiếng Việt gì cả, hay là tiếng ngoại quốc không có được. Vì nó nhớ đó, thí dụ, chúng tôi thí dụ là vị nào Mỹ là biết, khi mà quý vị mà tu nghe là xin vô dân Mỹ đó, quý vị không giỏi tiếng Anh, giống như tôi thì chúng tôi tiếng Anh cũng dở, nhưng ít nhất mình phải biết, mình hỏi mình một số cái vấn đề rất là bình thường, mình phải biết, mình trả lời, biết ông tổng thống tên gì, ông thống đốc tên gì, hay là lịch sử của Mỹ một kề chuyện mà phải biết mà trả lời tiếng Anh, chứ không lẽ mình trả lời tiếng Việt. Thì mình muốn trở thành Bố Tháp Ma Má Cả, tức là mình gọi là Phật tử đó, từ khi nào con nữ đó, nhất phải biết căn bản một số cái chuyện về Bali, chứ không phải là mình nói mình ông thầy ông nào cho tu mà cho đọc cái tiếng Việt rồi cái ghi vô cái cho cái bằng cái gì đó, cái lồng phái, cái giấy chứng nhận gì đó. Chúng tôi nói mấy lần đó, lỡ có cái giấy đó giấu được ngay cho lỡ Diêm Vương thấy nó cho vô chảo tử chứ không phải chuyện giỡn. Là phải học cho nó đàng hoàng. Quý vị vô cái trung tâm hộ tông .org đó, coi quyển quý vị tâm bảo của ngài Hộ Pháp á, ngài Thanh á, coi làm thế nào để trở thành một người cần sinh nam cần sinh nữ. Bali phải cỡ nào mới mấy, chứ còn không mà mình vô đó mình là sẽ di mình nói một câu
tụng ba ly không xong thì mình tu bằng cái gì để mình thành trở thành cái đó, phải không? Thằng đó là cẩn thận mới đó ha. Còn nếu mà mình không ở, không còn ở được trong cái chùa đó thì nên xả cái tăng cái tướng trạng tu sĩ của mình, nghĩa là không có được mặc áo trắng cạo đầu gì để giữ cho nó trong sạch. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sa thủ con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng giải câu hỏi của con. Dạ mời Nguyên Như nha. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính bạch với ngài, con nghe ngài giảng cái chữ mà cận sự nam với cận sự nữ đó bạch ngài. Nếu như vậy là một người mà mới vừa biết đạo Phật, mới vừa vô trong chùa thì không có thể được gọi là cận sự nam, cận sự nữ, phải không bạch ngài? Như vậy là nếu mà mình phải học được Bali tới một cái trình độ nào đó, mình hiểu luật của chư Tăng thì mình mới gần gũi ở trong chùa, mình có thể giúp đỡ chư Tăng và giúp đỡ cho người Tam Bảo được thì mới gọi là cận sự, phải không bạch ngài? Và con xin dâng mít lại cho ngài để cho chúng con hiểu rõ thêm về cái từ ạ. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kinh Thưa Chư Vị, cận sự nam, cận sự nữ, cận sự nam là Upasaka, cận sự nữ là Upasika, tức là người ngồi gần Tam Bảo. Mà mình ngồi gần Tam Bảo mình phải biết cái ngôn ngữ tối thiểu, cái cách mà để trở thành cái cận sự nam cận sự nữ đó, tiếng Bali gọi là Buddha Mamaka, tức là mình phải có, phải ít nhất phải biết một số cái Bali liên quan tới cái đó để mình có thể mình xin, mình xin với cái ông sư mà hay là ông thầy mà sẽ sắp cho mình giờ cần thành sự nam sự nữ đó, phải nói tiếng Bali ra hoàng chứ không phải là con xin thọ tam nguyên ngũ giới, chuyện đó chuyện tào lao nhất là mình không biết Đức Phật nói tiếng gì, mình vô trong cái nhóm của cái người mà được gọi là cận sinh nam và sinh nữ đó mà mình không nói được một chữ nào hết trong cái cộng đồng đó sao được, phải không? Nhưng phải biết chứ, phải anh nói không phải ít nhưng phải biết vét anh nói chứ còn vô đó mà không biết gì hết đâu có được đó. Hãy muốn thành cận sinh nam và nữ mà cái là đây chúng tôi nói rồi, quý vị vô tìm cái quyển mà quy tam bảo của ngài ngài thanh đó, ngài ngài pháp đó, viết cái đó rất rõ ràng, muốn trở thành cái đó phải có những cái điều kiện gì đó. Phải nghĩa là tối thiểu mình phải nói được chính cái ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân cái ân chính cái ân Đức Tăng bằng Bali, rồi hiểu rồi rõ ý nghĩa đàng hoàng, rồi mình mới xin nương nhờ nơi các ngài đó. Mình xin nương nhờ hay là mình xin nương nhờ cái tượng ngồi ở trên chánh điện, mình xin nương nhờ chính cái ân Đức đó ha. Sáu ân Đức của ngài, thường thường cái chữ mình hay hiểu lầm nó là cái chữ thâm má đó, chữ pháp đó, nói là cái gì cũng là pháp, cái gì cái đó là nó chơi được cho nó thiệt không được. Mình nhớ trong giáo pháp Đức Phật thì nói chữ pháp là gì? So khá tô phá quá tà thâm mô, pháp là lời dạy của Đức Phật, mà lời dạy Đức Phật có bao nhiêu theo ngài nó đã trình lại với chư tăng trong lần cái tập tam tạng lần thứ nhất đó, là chính miệng mà chính lỗ tai ngài nghe từ kim khẩu của Đức Thế Tôn là 82.000 pháp quẩn, và nghe từ các bạn đồng hoàng hạnh là 84.000 pháp quẩn. Nên là chữ thâm ma ở đây chỉ cho cái số đó mà thôi, còn cái chuyện ở ngoài cái số đó thì không có tính, phải không? Chứ đừng có nói cái gì cũng là pháp không có được. Rõ ràng ngày nào cũng đọc hết trơn, cái gì lên đây rồi mở ấy ra đọc so khá tô phá quá tà thâm mô mà không biết thì cái so khá tô phá quá thâm mô là cái gì? 84.000 bài pháp của Đức Phật chỉ dẫn tới cái so khá tô phá quá tha thâm mô đó mà thôi, tức là bốn quả và một niết bàn mà thôi đó. Cái chi pháp của cái thâm má đó đó, thành ra khi mình nói tới đó mình phải biết cái đó. Thì ngược lại vậy, khi mà mình đi vô đó, mình đi vô giáo pháp Phật phải biết Đức Phật dạy cái gì, phải biết ân Đức Phật là gì, ân Đức Pháp ân là bao nhiêu chuyện vậy đó. Chứ nó đâu phải là quý vị muốn làm thì làm đâu có được nào đó. Nghĩa là tối thiểu những cái chuyện mà phải về ngôn ngữ Bali phải biết là như vậy đó. Đó bây giờ vô cái mà đạo định tại thân tu mới post lên đó để coi cái Tam Bảo là làm gì
để sau này làm cho nó trúng, chứ còn không cứ tưởng là mình là thứ thiệt rồi đi ra ngoài nổ coi chừng chúng nó kênh đó. Nam mô Phật thầy á. Con thấy Nguyên Như đã kính tri ân Ngài ạ. Dạ, quý anh chị có thắc mắc gì không, giơ tay trực tiếp hỏi Ngài hay là chat chat trên màn hình ạ. Dạ, kính mời quý anh chị. Dạ, bạch Ngài cho con có câu hỏi. Thí dụ mà... Ngài, thí dụ mà mình là một người nữ mà xuất gia đợt Ngài, mà mình không có ở trong chùa, mà con thấy theo như bên ở nước ngoài á, thì thường thường là chùa là có chư tăng ở, thì mình là người nữ đâu có ở chung được trong cái chùa với chư tăng. Thành ra thì trường hợp đó thì mình như thế nào bạch Ngài? Xin Ngài giải đáp thắc mắc dùm cho con ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Tại chùa Việt Nam mình làm chùa kiểu mà cải gia vi tự thì có, chứ mấy cái chùa Hàn Quốc đây nó đều có cái khu vực dành riêng cho nữ tu hết đó, chứ sao đây chùa Thái, chùa Miến Điện đều có hết á, chứ không có cho ở chung ở lộn xộn được. Bởi vì nó cái người mà tu nữ tu á, nghĩa là Sayini đó, giữ 135 giới đó, thành ra nó có những cái giới hạn rất là đặc biệt chứ không phải ấy. Sa di thì giữ 105 giới, nhưng mà sa di ni thì tới 135 giới đó, hai cái nó khác nhau rất là xa, thêm nhiều cái chuyện lắm. Thành ra mình muốn làm thì làm cho trúng, chứ mình không làm, mình làm mà nó không có trúng á, nghĩa là mình mang cái nghiệp xấu chứ không thể nào tránh khỏi đó, mà cái nghiệp đó là thôi chứ. Bởi vì nó nhớ Mr. Tony Nghiệp mà nó theo kịp mình rồi đó, thì thần lực như ngày Móc Hình La Ná đó vẫn bị nó bầm như nát như tương như thường, chứ đừng nói chi mình. Mà cái chuyện gì như những cái chuyện đó mình đang cẩn thận, đừng có vô chùa xin tu cho quay rồi cái về nhà vẫn giữ cái tầng tướng đó là không có nên, cái đó là không có nên, không có nên. Thì bây giờ mình cứ khi nào mình rảnh mình vô chùa mình xin tu một tháng, sau đó mình về mình xả ra, xả tướng trạng của mình rồi mình về, chứ không có nên nghe về nhà mà vẫn mặc đồ kiểu người tu là không có nên. Nó mồ với tai á. Dạ sa thúc, sa thúc. Dạ bạch Ngài, thì con thấy ở bên bên Canada con này Ngài, con thấy có một một người cũng xuất gia tu mà không có ở chùa, nhưng mà họ đi mướn một cái apartment giống như một cái phòng vậy đó, rồi tự tu, như vậy được không Ngài? Và con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Muốn gì mà vừa giờ có luật mà Đức Phật chế định cho ông sư, quý vị biết có nên làm hay không? Ông sư muốn ở mình á, ít nhất là phải qua năm hạ và phải học rất nhiều chuyện, chứ không phải là một hai chuyện mà nhớ chuyện đó. Thì khi mình muốn tu mình phải ở trong đó mình học bao nhiêu chuyện để được cái điều kiện đó, rồi mình mới ra ngoài đó. Mình chứ không mặc đồ tu mình ra ngoài mình cứ tối ngày cái phạm giới hoài đó đủ chết à. Phải đủ tư cách mới được. Đủ tư cách tức là không còn nương nhờ nơi người khác, nhưng mà cái đó là mình nói ông sư nó dễ vậy đó. Nhưng mà người tu mà sa di hay sa di ni ha, là phải nương nhờ nơi ông thầy tế độ đó suốt đời. Anh không thấy về nhà được. Còn người nữ tu mà tám giới vậy, mình xin thọ tám giới trong bao nhiêu ngày là sao đó phải xả, chứ không thể nói là thọ tám giới cái lén là trốn rồi ông thầy trốn chùa về nhà ở đó là không có được.
Làm gì làm cho nó đúng, mình đừng làm theo ý của mình không có nên. Cái gì mà có luật có lệ làm ý mình là không có nên. Mình nhớ là làm cho hoài tu sĩ di xê ni đó phải nương nhờ ở trong thầy để độ suốt đời, chứ không có mình nữa chừng bỏ không bỏ hay đâu bỏ đi không có nào, không có được. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ dạ mà xin mời dạ con kính sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ, mời bàn tay Nguyên Như ạ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con xin kính có một câu hỏi bạch với ngài. Nếu mà như vậy, ví dụ một cái vị tăng ở bên Mỹ mà sau bao nhiêu năm rồi thì về Việt Nam thăm gia đình bạch ngài, thì nếu mà về nhà, về Việt Nam mà mình ở trong nhà mình khoảng một tháng hay là ba tuần mình ở trong nhà của mình, thì làm sao bạch ngài mình vẫn giữ tăng tướng, chứ mình đâu có xả ra được bạch ngài. Còn nếu không thì mình phải ở chùa rồi mỗi ngày mình về nhà thăm ba mẹ hay sao bạch ngài. Dạ con xin nhân mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, nếu có gì đó trên Nam Hạ và đều điều kiện để có thể đi một mình nữa thì về đó nên nương nhờ cái chùa nào đó rồi ban ngày đó thì về nhà tập ở với gia đình được ban ngày, còn ban đêm thì cũng nên vô chùa chứ không có nên ở trong ở nhà ban đêm. Bởi vì người tu sĩ đó, tu sĩ nam đó, tại vì bên thể không còn tu sĩ nữ, chúng tôi không bàn nhiều. Tu sĩ nam đó không thể ở trong cái nhà chung nóc chứ có người nữ, nên nhớ vậy, không ở được. Không, bởi vì ở đó là phạm giới, nghe tới mặt trời mọc là phạm giới rồi, mà ngày nào cũng phạm giới thì nó chết thôi. Ở chung nóc là không được, là điều là phải nhớ chứ không phải là mình muốn làm gì cũng được. Đó là lý do tại sao nhà ở nhà đó, thường thì ở nhà không có được là vậy đó. Nếu trong nhà có phụ nữ thì chỉ có một cách thôi, ngủ tới khoảng trước khi mặt trời mọc á phải thức dậy đi ra khỏi nhà. Mình ngày nào qua đi mà lỡ ở nhà ra, nếu ở Mỹ nè 5 giờ sáng mà đi ra đạp tiếc không đủ xương phổi chết rồi. Cũng không được, với người nữ là không được. Thành ra nó khó khăn chứ không phải dễ. Với luật của tỳ kheo nó khó khăn lắm chứ không phải dễ, giống như là mình cứ tưởng là muốn làm thì làm cũng không được, không có được. Như là còn hãy ngủ chung với người không phải là ông tỳ kheo đó. Tỳ kheo mà ngủ với người không phải là tỳ kheo đó mà là người nam đó, tối đa có 3 đêm mà thôi. Thành ra quý vị thấy mà cái ngày mà chư tăng về đảnh lễ Đức Phật đó, ngài Rau La đó, Trưởng lão Rau La mới gọi là Si Di đó, phải đi ngoài nhà cầu nằm để nhớ chuyện đó ha. Nhớ rồi, chứ không dám ngủ với mấy ông sư à, chứ không phải giỡn đâu đó. Ra ngủ ngoài nhà cầu có nhớ không? Nói gì là cái đó là coi tôi không biết đó, nằm ở trong cái gì nào đó. Chứ không phải muốn ngủ với dễ đâu ha. Nó khó khăn nhiều chuyện lắm. Ông sư là mấy trăm giới mà đâu phải chuyện dễ đâu, muốn giữ là cho nó đàng hoàng này, thường thường là ở chùa hết đó, chứ không có ấy. Còn như ở bên mấy cái nước mà ấm ấm thì đỡ, lỡ cái gì tối ra căn lều ra ngoài gốc cây ngủ cũng được, chứ không Mỹ mà rằng lều gốc cây đi luôn. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thúc kính tri ân ngài ạ. Và trong đạo tràng có anh chị nào có thắc mắc gì không ạ? Trực tiếp hỏi ngài hay là tách chat trên màn hình ạ?
Nguyên Như có câu hỏi gì không Nguyên Như? Hôm nay đạo tràng ấy trống vắng quá, không thấy anh chị. Dạ, xin mời Nguyên Như ạ. Nam mô Bố Thầy Giá, bạch ngài, con thấy đạo tràng vắng quá, vắng câu hỏi, thành ra con xin đọc một con xin một câu hỏi kế tiếp bạch ngài. Khi trong đường tu của mình á, có nhiều chuyện mà mình khó xử đó bạch ngài. Khi mà cái trí tuệ của mình chưa có đủ mà mình giải quyết á, thì mình còn trốn đưa con thật mong những cái điều mà Phật dạy, thì có những phiền loại phiền não á, thì mình nên trốn tránh để mình đoạn trừ. Mà nếu mà cái gì mình cũng không có giải quyết được thì mình cứ trốn hoài được không bạch ngài? Tự vì mình chưa có đủ trí tuệ để mà mình giải quyết đó. Xin ngài dạy cho chúng con biết được ạ. Con kính nhân đích lại cho ngài ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, kính bạch chư tổ hay giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự mình trốn là với điều kiện là mình có thể mình kiếm cái chỗ nương nhờ khác để mình nương nhờ trong cái thời gian mình có vấn đề đó thôi. Chứ còn nếu nó nặng quá thì mình phải giải quyết cho xong. Chứ còn nếu mình trốn hoài đâu có trốn được. Nó thật sự trốn hoài nó sẽ trốn được ha. Cần thường đó, tại quý vị thấy có nhiều quý vị tại sao đường tu hoàn tục đi làm gì đó, năm hai năm sau vô tu lại thì vậy đó. Có những cái chuyện đó, chuyện lớn trên trong ngoài chuyện nhỏ. Thứ nhất là bây giờ nhiều khi mình không để một số cái điều lệ của lực trước khi mà tu thành ông sư đó. Ví dụ như mình có con nhỏ rồi này kia ông sùm đó mà người ta hỏi, thường mình không có học, mình chỉ nghĩ từng trẻ tu rồi ấy, hỏi mà người phải là người rảnh nợ chưa này kia ông sùm ấy rồi ấy. Chúng tôi biết không cái gì bị vậy đó, vợ cho đi tu, nhưng mà khi mà đi tu qua bên Thái tu thì bên nay cô vợ có thất nghiệp, cô mới đi xin tiền, tại vì có hai đứa nhỏ, xin tiền để trợ cấp hai đứa nhỏ. Nói nó phai đau ra cái nó biểu ông Đô Phi về. Bởi vì cái vụ mà trợ cấp con cái đâu này kia xứ này nó qua chuyện dễ rồi. Phải về. Nó gửi cái thao qua đó, phải biết bắt buộc phải về đó. Mà rồi không biết sao bên chùa họ biết thì họ cũng khuyên ông nên về cho họ không trở nữa. Nó không phải dễ đâu. Nó có nhiều chuyện lắm. Thành ra đó những cái mà mình phải hiểu trong đời nó có nhiều cái chuyện dữ lắm. Chứ không phải giỡn đâu, mình muốn tu đó. Thành thường thường cái người mà ở mấy cái nước mà nó Phật giáo nó tương đối nó vững chắc đó. Thường nó cái người mà có con còn có con có cái còn nhỏ này kim sùng nó vô xin ông trụ trì ông không có tu đâu. Sợ sau này nó có nhiều cái chuyện mất công lắm. Người mà rảnh nợ thiệt tình đấy chứ không phải không phải dễ. Thành ra cái gì mình nhắm mình trốn được thì trốn, còn trốn được thì nên giải quyết cho xong rồi cùng lắm là xả im một hai năm tù rồi lo sẽ xong rồi tu lại. Chứ còn mình ở đó mà cái trốn mà nó không thành thì mình tu cũng đâu được. Vì vậy nghĩ cái tâm mình tối ngày nó dây dưa vào những cái phiền não đó thì làm sao tu, phải không? Thành ra cố gắng mà mình giải quyết vấn đề là tốt nhất là giải quyết cho xong rồi tu. Còn nếu không thì mình phải nghĩ tới cái chuyện xả y thôi, chứ còn trốn mà biết chắc chắn không giải quyết được, cái trốn hoài đó thì nó cũng tốt chứ không phải không. Nhưng mà cái tâm mình, quý vị biết cái phiền não mình mà nó đâu phải chuyện dễ đâu. Cái phiền não của mình á, nó phản mình nhanh lắm. Mình nhớ cái chuyện mà của ngài Nanh Đá đó ha. Ô mình bác đi theo Đức Phật mà cái đầu có nhớ. Nhớ cái cô vợ mà cứ ngày hôm đó đó. Nhớ nhưng mà khi mà được đi lên cung trời thấy tiên nữ là quên cô vợ liền. Nghĩa là cái tâm mình nó những cái phiền não trong người nó phản mình nhanh lắm. Mình đừng có nghĩ bây giờ nó trung thành như mình không có đâu ha. Để ngài Nanh Đá đó biết ha. Tới chừng thấy tiên nữ rồi thì nhớ là cô vợ mà nó cũng giống như con khỉ bị chết bị cháy vậy đó ha. Nó phản liền chứ nó không có đợi đâu. Thành ra nếu mình giải thích cho mà nó không có xong chuyện là mình cũng coi chừng như mình lọt vào cái trường hợp như vậy đó. Nó mô thai giá.
Dạ sa thú, sa thú cũng tri ân ngài ạ. Dạ quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Nguyên Như có hỏi thêm gì nữa không Nguyên Như? Dạ mến mời bàn tay chị Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy giá. Một lần nữa con hành kính đảnh lễ chư Trung Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con thấy không có câu hỏi nên con xin phép được hỏi. Nhưng mà trước khi Nhật Quỳnh hỏi, Nhật Quỳnh kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng có vị nào thắc mắc cái gì thì cứ việc đưa bàn tay mình lên thì Nhật Quỳnh nhường mic và chết chát thì có Trần Đạo đọc. Và cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ bạch ngài là người Phật tử cho tụi con đi, như con đi, hoặc là Trần Đạo hoặc là Nguyên Trang, Nguyên Như, mà tụi con mà mình đọc cái sách dịch đó, thí dụ như sách dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu đi, thì dịch từ Bali ra thì người Phật tử chúng con có thể hiểu hết cái lời kinh không bạch ngài? Tại vì con thấy nhiều khi cái bản dịch đó nó không có không biết gì như thế nào, nhưng mà có lúc đó, con ở bên học lớp học của Thái Thâm Má đó, con thấy nhiều cái bản dịch cái đầu đề thôi là nó cũng khác hẳn luôn đó bạch ngài. Con làm anh si bên đó lúc đó, con sửa bài con cũng coi như là không biết nói sao luôn á, cũng rất nước mắt luôn, là tại làm không kịp. Dạ làm không kịp khi bài đưa lên rồi quý ngài kêu sửa thì con làm không kịp nên rất là rối rắm. Nhưng mà con cũng nghe có người nói đâu cần học ai hỏi ai làm gì, chỉ cần dở kinh ra là biết cái chuyện đó là cái gì rồi, đâu cần học. Dạ bạch ngài, ngài chỉ dạy giùm cho con coi cái nào là đúng, mình có thể coi từ những bản dịch để mình hiểu được kinh hay không bạch ngài. Dạ con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Phật Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Một người học Bali, đọc tiếng Bali có thể chậm hơn một người đọc cái bản dịch. Bản dịch có thể tiếng Thái, tiếng Miến Điện, tiếng Việt gì không biết. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi có thể bảo đảm vì là cái người đọc cái tiếng Bali đó, hiểu vẫn sâu sắc hơn là cái người học cái ngoại ngữ mà dịch từ cái tiếng Bali đó. Nhớ chuyện đó. Bởi ngôn ngữ duy nhất mà chúng tôi nói nhiều lần đó, có thể diễn tả từ một cái chuyện mà là chế định pháp 100% được. Diễn tả một cái vấn đề vừa có chế định pháp vừa có thực tiễn pháp, và diễn tả một vấn đề có hoàn toàn thực tiễn pháp. Chỉ có ngôn ngữ Bali mới làm được việc đó thôi, còn ngôn ngữ khác thì không làm được. Đồng ý là mình coi cái bản dịch mình có thể mình dễ hiểu hơn là cái bản tiếng Bali, nhưng mà chắc chắn cái sự sâu sắc nó không có. Bởi vì cái ngôn ngữ mà của người đời đó, nó chỉ có thể diễn tả được chế định pháp, cho nó không diễn tả được chân đế pháp. Cho nên cái thứ hai đó, chúng tôi vẫn khuyên quý vị học Bali. Tại sao? Bởi vì nếu mà không cần sinh nam cần sinh nữ, kể cả tu sĩ mà không dạy tiếng Bali đó, Phật giáo rất là mau suy rồi. Bởi cái ngôn ngữ Bali là cái ngôn ngữ để bảo vệ những cái lời dạy của Đức Phật. Cái ngôn ngữ đó đó làm cho cái từ cái người bình thường trở thành một cái ông sa di, và làm cho ông sa di trở thành cái ông tỳ kheo được, mà làm cho cái ông tỳ kheo có thể từ ông tỳ kheo phàm tăng cho tỳ kheo thánh tăng được, là nhờ vào ngôn ngữ đó. Mà bây giờ mình không học á thì mình không hiểu được tới thực tính pháp, mà không hiểu thực tính pháp rồi đó thì mình không thể đi xa được. Mình nhớ cái chuyện là không thể đi xa được. Ngay ngôn ngữ Bali mà quý vị mà đọc trật rồi đó thì quý vị cũng không thành sa di được. Mà cái người tụng cho quý vị để lên cái bậc cao là tỳ kheo mà tụng sai Bali thì quý vị cũng không thở thành tỳ kheo được. Thành ra ngôn ngữ đó Đức Phật đã chọn rồi là phải, nó phải là rất là quan trọng. Thì khi mình học ngôn ngữ lên, nhất là mình hiểu được nhiều cái khía cạnh của ngôn ngữ nhiều hơn là cái ngôn ngữ của người đời đời thường mình xài. Thí dụ mình học Bali rồi chữ Bà Tha Quy chẳng hạn. Bà Tha Quy nếu mình dịch là đất á, thì là đất mình thấy ngoài ngoài đó.
là một loại chế định pháp mà thôi. Nhưng mà cái chữ Bà Thần Quy đó mà mình thấy mình dịch là kê xả đó, kê xả tức là tóc đó, thì nó có cả thực tinh pháp và có cả chế định pháp. Nhưng mà cái nếu mình cái chữ đó mình mà được dịch theo cái thực tinh pháp là cứng với mềm thì chỉ có là đất mà thôi, chứ không có gì khác được hết. Là đất thực tinh pháp chứ không phải đất chế định pháp. Nhưng mà ngôn ngữ Việt Nam mình muốn dùng cái đó thì giờ phải dùng nhiều chuyện, dùng nhiều cái cách dịch khác nhau để mình có thể hiểu bao nhiêu chuyện vậy. Chứ một cách dịch thì không thể hiểu được. Nhưng mà ngôn ngữ Bali Đức Phật dùng đó, chỉ cần một chữ thôi có thể diễn giải vừa thực tính pháp, vừa thực tính pháp, có chân đề pháp, vừa có chân đề pháp và có cả nghĩa là chế định pháp thuộc về thiền này trong đó nữa, nó bao nhiêu chuyện vậy đó. Thành ra tốt nhất nên học căn bản về ngôn ngữ Bali, thành ra để khi mình đọc tiếng Việt mình có thể hiểu cái sâu sắc về cái ý nghĩa hơn là mình đọc tiếng Việt không. Nam mô Phật Thầy á. Dạ sa thủ con thành kính lãnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi của con. Nam mô Bích Thai giá. Dạ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Dạ Quỳnh đọc xong rồi kính mời Trần Đạo tiếp tục nha. Dạ kính thưa sư, ngũ song thức chỉ hợp đồng với sở hữu biến hành. Như vậy nếu quan sát nóng lạnh của hơi thở tại nhân trung là đang dùng thân thức để biết thì đâu thể có sở hữu niệm, cho nên không thể có chánh niệm được khi biết hơi thở ở nhân trung, phải không thưa sư? Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con kính nhân bích đến ngài. Nam Mô Bích Tha Giá. Kính bạch chư tôn này. Dạ kính thưa chư quý vị, quý vị nên nhớ một cái búng tay tâm sinh diệt 1000 tỷ lần. Thành ra cái chuyện mà quý vị biết là nó xuống động tóc rồi, mà khi xuống động tóc thì nó có thể có niệm được. Quý vị không thể dùng ngũ xung thức để biết, mà nhớ cái chuyện đó. Bởi vì ngũ xung thức khi phát sanh lộ trình tâm nó chỉ phát sanh có hai sanh na mà thôi, mà nhớ hai sanh na, tức là hai sanh na của nhãn thức, nhĩ thức hoặc gì đó, tức là biết cái chỗ đó thôi. Thành ra khi mà nó phát sanh vậy nó chỉ biết một chấm thôi, chứ nó không biết được biết nhiều chấm. Rồi sau cái lộ mà gọi là cái lộ mà nhãn thức đó, nó tới cái lộ nữa, nó gọi atita, atita khana quý thị, tức là nó ghi nhận, tức là nó nhớ cái điểm mà nhãn thức vừa nhận được. Rồi sau đó nó tới samuhat khana quý thị, tức là nó gom lại. Như là thí dụ nó phát sanh 10 cái lộ mắt thì nó gom được 10 điểm. Mà nó gom được 10 điểm rồi đó, mà nó hàng tỷ cái lộ trình tâm này nó mới gom được thành một cái hình ảnh. Cái hình ảnh đó được biết bởi sau ná, tức là động tóc. Thì cái động tóc đó nó có thể là 12 tâm bất thiện, nó có thể là 8 tâm đại thiện. Lúc đó mới biết được cái gì, chứ còn không là nhìn là không có biết. Quý vị đừng có nghĩ là mình nhìn vô con mắt đó mà thấy biết, không phải. Mình nhìn con mắt đó, tâm sinh diệt 1000 tỷ lần trong cái búng tay thôi. Mà trong 10 búng tay là mình thấy mặt hình ảnh con người này kia, cho nó qua hàng tỷ tỷ cái lộ trình tâm rồi, chứ không phải là 1-2 cái lộ trình tâm đâu. Thành ra cái biết mà quý vị hỏi vậy là không có đúng cách hỏi rồi. Biết không được. Bởi cái sở hữu niệm nó nằm ở động tóc. Thí dụ như cái lộ đó mà nó xuống động tóc rồi đó, thì cái động tóc đó nếu là tâm đại thiện thì nó có niệm, mà không phải tâm đại thiện thì nó có tham hoặc ngã tà kiến rồi này như vậy đó. Thành ra đó là vấn đề là mình nên nhớ là mình lộ ngũ, tức là thân mũi lưỡi thân ý, không có khả năng để biết cái gì cả, nên nhớ lộ ngũ mà biết qua lộ ý hết. Nam mô Phật Thầy á. Dạ sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ con thấy Định Tuệ trong tu đã tri ân sư ạ. Dạ quý anh chị có câu hỏi gì không ạ? Hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài. Dạ xin mời đạo huynh ạ.
Dạ, một lần nữa đạo huynh xin kính chào đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Cảm tạ ơn đức của siêu sư Liễu Tông đã câu hỏi rất là hay, rất là rốt ráo. Đạo huynh xin hỏi một câu nữa, có nó hơi nhạy cảm chút xíu. Thì chắc trong room này hầu hết mọi người, kể cả mấy sư nhạy, chắc ai ít nhiều cũng ai cũng đọc mấy cái tiểu thuyết của Kim Dung đó. Tiểu thuyết đó là nó cũng làm mê hoặc hàng triệu con tim ở Việt Nam mình, nhất bởi tiền tội tào lao thượng đế không à, nhưng mà người ta vẫn thích đọc. Thì đạo huynh cũng có từng đọc cái bộ sách đó cách đây cũng mấy chục năm rồi, và trong đó có cái bộ Thiên Long Bát Bộ là thứ ba, nhân vật chính là Kiều Phong với là Đoàn Dự với một anh nữa là nhà sư Hư Trúc. Thì cái anh Hư Trúc này, cái vị tiểu sư này á, là chú tiểu này rất là dễ thương lắm, dễ thương, giữ giới đủ rồi, giữ đủ năm giới. Dạ. Thì ảnh bị một cái người kêu là Thiên Cô Độc Mũ bắt ảnh, bắt nhốt mà bắt sai làm những cái chuyện gì đó. Ảnh như là nhịn đói cũng sẵn sàng đói, đói cũng không đưa thịt cũng nhắc nhất định cũng ăn. Nhưng một ngày nào đó thì tự nhiên Thiên Cô Đồng Bộ đưa một cái thiếu nữ rất là đẹp, mà ảnh lại đem lòng ảnh thương cái cô đó. Thì cái cô Thiên Cô Đồng Bộ nắm được cái yếu điểm đó thì bắt cái cô này không cho hai người, mỗi người ngã, người đằng đông người đằng tây vậy đó, bắt đầu khai thác ảnh, rồi bắt đầu ảnh với đau đớn. Thành xin hỏi là có phải là đây là cái ái dục, cái ái hay là cái lòng mà tham muốn về xác thịt, hay là đạo huynh nghĩ là anh có cái lòng có tham ái đó, nhưng mà cái đây là có phải tình yêu chính đáng hay không? Rồi trong thập dị nhân duyên là đạo huynh cũng biết là cái ái rất là mãnh liệt, ái rồi nó tới chi hữu thủ hữu này, thế là nó có sự chiếm đoạt sự vậy. Thì xin hỏi sư là với cái nhìn Phật giáo thì lỡ một người này mà thương người kia rồi thất tình rồi không có được cuộc tình, không được đáp trả rồi bỏ đi tu vậy đó, đấy là phải giấy một cái giải pháp thỏa đáng hay không? Mà nếu gặp những cái trường hợp đó thì đương sự phải giải quyết, phải hành xử như thế nào cho đúng đấy. Dạ, đạo huynh xin nhường mic cho sư ạ. Dạ, xin một lần nữa xin cảm ơn. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, muốn giải quyết những cái trường hợp vậy thì phải đọc với diệu pháp. Tại vì con người ta mình nó bị vô minh nên nó mới xảy ra những cái chuyện đó. Ở đời này không ai có thể thương một người và yêu một người suốt cả đời cả, nó nhớ chuyện đó. Trung bình đó, mình thương một người tới chừng mình lấy một người rồi mình ly dị người khác, chứ không bao giờ có một người cả. Thành ra cái chuyện mà mình nghĩ đó là một người, tức là mình đã có tà kiến về một người rồi. Thì mình nhớ vậy đó, đó. Cái cô mà quý vị gặp đó, ví dụ 18 tuổi đi, thì cha mẹ cho cưới cô 20 tuổi, tự cô 18, 20 tuổi là cô đã thành mấy cô rồi, chứ không phải một cô nữa, nên nhớ chuyện đó. Thành ra thương một người đi cưới người rồi đi ly dị người khác. Thành ra cái đó quý vị cứ nghĩ cho nó đàng hoàng, nó đúng hay sai. Thấy không? Thấy không? Tại cái tâm mình nó chấp sai, chấp chỉ một người thôi. Đó. Mà khi mình chấp người tức là nó đã tào lao rồi, chứ nó còn là tào thiện nữa chứ không phải tào lao không. Thấy không? Thành ra khi mà mình, nếu mình muốn sống ở đời đó thì mình phải có một số cái chuyện liên quan tới cách sống ở đời. Thì sống ở đời mà cho trúng đó, thì bởi vì là cái bài kinh Thi Ca La Việt đó. Coi, mình có dạy rất là rõ, cái đó giống như là một cái nề nếp sống ở đời dành cho cận sinh nam của chị nữ. Đó. Còn chư tăng thì có luật của chư tăng. Thành ra tại sao mà chư tăng không được dính dấp tới những cái chuyện đó, bởi những cái chuyện đó chỉ là những cái chuyện mà không có cái gì hay ho để cho mình phải ngã chấp trong đó cả. Nếu mà hay ho để mình ngã chấp vậy đó thì Bồ Tát đâu có quay lưng khi mà có đứa cái tiếng khóc đứa nhỏ nó mới ra đời, thấy không? Đó, tức là ngài thấy cái chuyện đó là nó
nó tào lao rồi, cho nên ngày mới bỏ đi được. Còn mình thấy chuyện nó qua chuyện tào lao rồi mình bỏ đi không có được, mà bỏ đi không được thì trước sau thì cũng bỏ đi thôi, không ai ở nhau suốt đời được. Bởi vì nhớ nên đi chung một chuyến tàu đời, mỗi sân ga có người xuống lên, có khi mình xuống đầu tiên, có khi nửa chuyến ngại ngùng chia tay. Mấy ai đi hết con đường dài từ ga đông tới ga đòi có nhau không có đâu, nên nhớ chuyện đó. Thành ra đó là lý do tại sao cái câu cái chuyện rõ là chuyện như tào lao, rồi cũng mấy cái ông mà cái không có việc gì làm ngồi suy nghĩ bậy bạ viết vậy thôi. Chứ còn nếu mà có thì giờ thì nên đọc Tam Tạng của Đức Phật dạy, rồi nó có lẽ là nó có nhiều cái lợi hơn. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ sa thú, sa thú kính tri ân ngài ạ. Dạ, Đạo Vinh có thắc mắc gì thêm nữa không ạ? Dạ, xin mời quý anh chị trong đạo tràng có thắc mắc gì thêm không? Thì giơ tay trực tiếp hỏi ngài hay là chat chat trên màn hình ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang vừa mới vào đạo tràng. Xin mời quý anh chị, mời bàn tay chị Nhật Quỳnh. Dạ, sa thu kính cảm ơn Sích Trần Đạo. Dạ, thấy Trần Đạo cầm bích tôn nghiệp quá. Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Nam mô Bích Thai giá một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Con thành kính đảnh lễ để Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con xin phép đạo tràng để con được mời. Dạ, trước nhất thì con mời cô tu nữ Tề Duyên, cô tu nữ Khê Ma và mời anh chị Phan Quang Liêm, mời Đại Nhật Quỳnh coi vị nào thường đặt câu hỏi. Dạ, mời Như Thật, mời Xích Kim, mời Nguyên Trang. Nguyên Trang bữa nay khỏe chưa, có thể cầm mic hỏi một câu nào không? Dạ, rồi kính mời đạo tràng ạ. Dạ, mời tất cả những bàn tay. Dạ, nãy giờ cũng có Như Huynh Đạo Huynh hoặc Định Tuệ Sông Tu hoặc Trần Đạo có câu hỏi rồi. Bây giờ thì thôi Nhật Quỳnh, mời quý cô tu nữ ạ. Dạ, xin mời bàn tay của quý cô trong cái lúc mà mấy cô đang tu học. Quý cô có cái gì thắc mắc không, xin đưa đai lên để hỏi, để cho trong đạo tràng này được học, nhất là Nhật Quỳnh ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha dạ. Dạ, kính mời, dạ, mời Diệu Đạt luôn ạ. Dạ, kính mời đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh chưa thấy bàn tay của quý cô tu nữ Sài Gòn ơi. Sài Gòn có thể đặt câu hỏi giùm không? Sài Gòn này có nhiều câu hỏi rất là hay, mà rất là nghe câu hỏi của Sài Gòn Nhật Quỳnh cũng học được nhiều chuyện lắm. Dạ, kính mời bàn tay Sài Gòn. Dạ, mời bàn tay Sài Gòn nghe Nhật Quỳnh nhường mic Sài Gòn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Thầy ơi, Sài Gòn mà không có câu hỏi thì
có bó tay luôn đó nha, giấu nghề nhiều rồi nha. Dạ, mình chào Diệu Minh, vừa vào đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ không có câu hỏi, còn hỏi tiếp. Dạ, nếu mà để Nhục Quỳnh hỏi hoài thì đạo tràng mất quyền lợi nha. Tại vì Nhục Quỳnh rất là sơ cơ trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, nên Nhục Quỳnh chỉ nhìn thấy xung quanh có chuyện gì thì Nhục Quỳnh thay đặt câu hỏi để hỏi để cho mình hiểu hơn về giáo pháp của Đức Thế Tôn, nên rất là cờ sơ. Nhật Quỳnh kính mong quý vị có những vị có những cái câu hỏi sâu sắc gì trong giáo pháp thì kính mời bằng tay hoặc là mời những câu chích chắc của quý vị. Dạ, bạch ngài, ví dụ như con có nghe một cảnh là mình bỏ cái thân mạng này rồi á, thì mình khó mà để có thể mà trục sanh trở lại người ha, là trở lên thiên giới. Mặc dù mình có tu tập, mình có bảo có tạo phước, có bố thí và mình phục vụ, coi như là mình cũng làm nhiều việc theo như bắt thường thì mình tạo nhiều công quả lắm. Nhưng mà vị đó nói là nếu mà mình chưa có chứng được từng thánh mà thấp nhất, tức là Tu Đà Hoàn, thì mình đừng mong mà mình thoát khỏi bốn đường ác đạo. Thậm chí mình có thuộc tam tạng đi nữa mà mình không hành thì mình cũng khó mà đắc được đạo quả, thoát khỏi bốn đường ác đạo. Và câu hỏi của con là nếu mình tạo bao nhiêu thiện nghiệp mà mình chưa đắc đạo quả là chưa chắc gì mình có thể bỏ cái mạng này mà trục sanh lên cõi trời hoặc là người, phải không bạch ngài? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn hiền giả, dạ kính thưa chư quý vị, chắc chắn rồi, khi đi xuống nó dễ lắm. Trong rung này ngoài trời nhóm bậc thánh thì chúng còn không dám đụng tới, nhưng mà phạm nhân bảo đảm nhắm mắt rồi ra thì đi xuống là chuyện rất dễ. Nhưng mà muốn đi lên thì quý vị đọc cái chuyện con rùa mù á, con rùa mù dưới đáy biển 100 năm trồi lên lần, ở trên có miếng dán trôi qua trôi lại, có cái dòng dừa cái cổ con rùa, mà con rùa nó chung lên này, một người rời địa ngục như vậy thì quý vị biết như thế nào, phải không? Mà cái chuyện bình thường hàng ngày chúng tôi nói, tại vì quý vị không chịu thử một lần để so sánh được rồi. Từ sáng tới chiều ác pháp nhiều hơn hay thiện pháp nhiều hơn? Mình tính theo cái thực tính pháp thôi đó, chúng ta có 12 tâm ác nhưng mà chỉ có 8 tâm thiện thôi. Mà 8 cái tâm thiện á mà nó phát sanh được chỉ có 4 là 4 cái lý trí á. Đó, chứ làm gì mà được phát sanh 4 hợp trí đâu. Mà một ngày đó ác pháp đã nhiều hơn thiện pháp thì một đời ác pháp nhiều hơn hay ít hơn, rồi một ai tăng kỳ. Thành ra chúng ta làm rất nhiều việc ác trước khi làm được một việc thiện, mà trong khi làm một việc thiện đó, bên cạnh nó vẫn có nhiều cái điều ác. Ví dụ mình vô mình đang làm chuyện bố thí, nhưng mà cái tâm mình nó không có nằm ở trong cái việc mình đang bố thí, mà nó ngó xung quanh á, mà gặp nhiều cái mặt mình không ưa đó, mình nói mặt đó mà cũng biết đi làm phước đồ này kia em xùm, nó không liên quan tới bố thí của mình đó. Nhưng mà thường thường nó cái áo pháp nó vậy đó, nó vui nó vô đây nó kiếm chuyện, mà mình sống với nó riết quen rồi cái mình coi nó giống như người bạn từ xa mới về, mình thay gặp nó mình mừng ghê lắm, chứ mình đâu có biết mà tới đây nó kiếm chuyện với mình. Đó, thấy không? Đó, nghe cái Phật cư sĩ Phật tử vậy nè, nghe cái chùa đó mới xây, cái tác ý đầu tiên đi tới chùa để tính làm chuyện lớn nè. Nhưng mà khi đi vài lần rồi cái vô chùa để làm lớn chuyện không, mà chứ không làm chuyện lớn nữa. Rồi bây giờ muốn đi lên này đi xuống đó, bởi vì cái suy nghĩ về biết liền rồi. Bây giờ đa số vô rung này cũng là để làm lớn chuyện, nhưng không có làm chuyện lớn bây giờ đó. Thì bây giờ mình nên nhớ cái đó, thì cái mà cái đau lòng nhất của phạm nhân mình
thấy việc ác nhỏ rồi coi thường rồi làm, thấy việc thiện nhỏ cũng coi thường rồi không làm. Đó. Đó cái chuyện mà quý vị đó để ý, quý vị muốn là muốn đi làm lễ dân y, còn hằng ngày mà chạy tới chùa để làm phước quý vị hiếm hiếm khi lắm. Nhưng mà nếu mà đi xuống casino thì xiên lắm. Ở đầu đường này có cái mấy cái xe bến nó đậu buổi sáng, chúng tôi ra dòm thấy luôn luôn đầy, đi xuống phía chân gà với này nè. Mà trong khi mà nó đi chùa cái là thôi ra ngoài ngoài thèm leo lên hết. Thì bây giờ hỏi vậy chứ làm sao mình đi lên nhiều hơn đi xuống, phải không? Mà trong một vài bài kinh Đức Phật cũng đi dụ người đi xuống giống như lông bò, đi lên giống như sừng bò. Nhưng mà điều rất là đáng buồn là con bò đó này có tật nên nó chỉ có một sừng mà thôi. Thành ra từ ngày mà mình biết Phật Pháp tới giờ đó, mình cái suy niệm là làm thế nào để mình hà thủ công phu về các cái bài pháp giáo pháp Đức Phật dạy nhiều. Đó. Đó. Để cho mình biết, nhưng mà thường thường không, hằng ngày mình cứ lo cho cái bao tử của mình, cái dạ dày, cái dạ dày trong hơi bao tử, bao tử nó ngầm không có đâu quý vị. Rồi cứ lo cho cái dạ dày của mình, thành ra tối ngày cái cấm đầu không cổ đi làm bao nhiêu chuyện, mà thường thường đa số là chuyện xấu nhận tiền tốt để cung phụng cái dạ dày của mình đó. Thì bây giờ chuyện mà đi xuống nó rất là dễ. Và ngay cả quý vị làm thiện nhiều, nhưng mà quý vị ngũ giới bất trì thì nhân thiên vẫn triệt lộ như thường. Chúng tôi từng hai thí dụ để cho quý vị thấy bà hoàng hậu của xứ Cô Sa Lá đó. Bà là người làm một cái đại thí vô song trong cái thời mà Đức Phật đó. Nhưng chỉ cần một lần nói dối với ông vua thôi, nhắm mắt vẫn đi xuống như thường quý vị. Phước báo bao nhiêu đó nó không đủ để làm cho mình được trồi lên. Nhưng mà nó vẫn có khả năng nó lâu lên nhanh. Nhưng mà lúc đó đi xuống. Thành ra quý vị học trong tương ưng như thế đó. Chương Đồng Pháp đó, ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt, chẳng nói thế nào đó. Mà hằng ngày mình nó cho từ sáng tới chiều đó, cái giới gì quý vị đồng sạch chúng tôi không có biết, nhưng mà cái giới thứ tư, cái giới khẩu đó chắc chắn là không ai cái đấy đó. Quý vị mới vô rung đi ra biết cái người mà gặp mình ngoài kia là cái thứ mà nó không có khoái Phật Pháp, mà hỏi là đây đâu đó là quý vị là đâu có đâu đó là từ chối liền. Nghĩa là vẫn nó phải nói điều không thật như thế, chứ đừng có nói gì đó, chứ đừng nói những cái chuyện khác. Thì đó lý do tại sao mà mình nhắm mắt rồi mình đi xuống nó rất là nhanh và rất là dễ. Nhưng mà khi trồi lên đó, tràn giang đại hải, cái lý do tại sao tràn giang đại hải, bởi vì cái lộ cần tử của cái chúng sanh mà muốn đi lên đó, nó phải trong sạch ghê lắm. Mà mình đi xuống mình sanh lòng cá thì nó bắt lên này, nó quăng vô cái freezer để cho mình đừng mau hư mau thối. Còn nếu mà còn sống mấy da nó khoái khoái hơn, nó còn sống là nó quăng như có chảo nước đang sôi thì quý vị chết cái kiểu đó thì quý vị đi đâu, phải không? Đó là lý do tại sao mà đi xuống rất dễ mà đi lên đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cái sảnh da đó nó anicca. Bây giờ mình là tâm tạng pháp sư nhưng mà mình chưa đắc cái gì đó, chết chưa chắc được đi lên, nhưng mà có thể đi lên. Bởi vì có thể là cái giới hiện tại nó giúp đi lên. Nhưng mà khi mà sanh lại rồi chưa chắc có đủ khả năng để nhớ hết những cái điều gì mà mình đã học trong cái kiếp người này. Đó, chưa chắc. Mà lên cái cõi trời cao và sống lâu thì từ từ là cái sự nhớ của mình nó cũng vô thường. Rồi trở xuống là phải học lại, nếu mà có cơ hội để làm người mà còn giáo pháp thì cũng phải học lại từ đầu, thấy không? Thì chuyện đó chuyện bình thường thôi, chứ không có gì đó. Nếu mình không khéo thì thành ra làm gì làm, ráng cố gắng để làm sao mà mình học giáo pháp Đức Phật, học mà có khả năng hành để được cái sơ đạo đó, thì chắc chắn là nó bảo đảm.
Còn hồi trưa thì không có gì bảo đảm hết quý vị. Thời trưa không có gì bảo đảm. Mà khi mà không bảo đảm thì thôi chứ. Bà cõi sao được. Nơi nương nhờ của chúng sanh. Nam mô Bụt Thầy á. Chị Nhật Quỳnh đã kính tri ân ngài ạ. Dạ con kính xin đọc câu hỏi của pháp học ạ. Bạch ngài, phạm giới dễ vui và sự dễ vui theo mình hiểu thông thường là ham vui có khác nhau thế nào? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Dễ vui là thiếu niệm. Mà khi thiếu niệm rồi đó, tại sao anh ham vui? Tại vì một trong 12 tâm bất thiện nó sẽ phát sanh liền. Nếu mà mình không có niệm là một trong 12 tâm bất thiện nó phát sanh liền. Mà nếu nó phát sanh như vậy đó, chẳng những thiếu niệm mà thiếu định luôn nữa. Nếu một trong 12 tâm bất thiện nó có tâm sở là phóng vật đó, phóng vật là thiếu định. À, thiếu định mình hiểu là định định loại tốt á, chứ cái tâm sở định này nó sanh trời rộng tất cả các tâm à, nhưng mà khi mình phóng dật cái định đó nó không có khả năng nó giúp gì hết. Thành ra Đức Phật mới dạy cho tỳ kheo với cho hàng tỷ chúng á, quá giá thăm ma sẵn cả ra bà ma đề ná sẵn bà đề thạ, đó là ngài nói chung chung. Khi nào mà nói riêng về chư tăng thì quá giá thăm ma sẵn cả ra pa ma đề na phít kha vê sẵn ba đề thạ, tức là câu đó trong kiểu dạy giải thích là không có nên dễ vui, tức là phải hằng ngày phải hạ thủ công phu ngôn tứ niệm xứ, tức là có niệm đó, tập niệm tứ niệm xứ, nó không phải dễ giống như mình nghĩ. Mà ngày nào mình không có nghĩ tới cái những cái đề mục trong tứ niệm xứ đó thì ngày đó mình càng dễ vui thêm, càng dễ vui thì càng nguy hiểm. Bởi khi dễ vui là cái tâm nó đã pháp rồi, chứ không là thêm pháp được. Khi nào mà không có niệm rồi tâm nó là ác pháp hết, mà cái tâm nó đã ác pháp chắc chắn là phải cho cái quả ngoại ý muốn của mình. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, có bài kinh dạy thật có cái không sanh á cha tăng, không hiện hữu á bu tăng, không do tạo tác mà thành á cá tăng, không hữu di á sanh khá tăng. Xin sư giải thích rõ hơn ý nghĩa của các chữ á cha tăng, á bu tăng, á cá tăng, á sanh khá tăng. Đây có phải ám chỉ niết bàn không thưa sư? Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Những chữ này thì thật sự chữ niết bàn á đó nó có 32 nghĩa khác nhau đó, đồng từ điển 32 nghĩa nhau. Nó gồm có những cái điều mà cái vị hỏi lên bốt lên đó. Thành ra những cái chữ này nó muốn giải thích phải biết nó nằm đâu. Chứ còn nếu mà không giải thích thì mình dịch theo cái từ ngữ là cha tăng là không sanh, là phụ tăng là không này không nọ đó, thì cái đó là nhiều khi nó không có chính xác. Không có chính xác. Nhưng mà những cái chữ này đều ám chỉ cho cái pháp mà người ta đắc được, tức là Niết Bàn. Niết Bàn là cái pháp đắc. Nhưng mà tùy theo cái chữ này để chỉ Niết Bàn nó của bậc nào. Chữ Niết Bàn đó thì thường nó có hai cách để nói tới. Một là nói tới Niết Bàn mà của bậc A La Hán, tức là gọi là hữu dư Niết Bàn hoặc vô dư Niết Bàn. Nhưng mà trong bài kinh Upadisesa Sutta đó thì chữ Niết Bàn nó có hai cách tính. Cách tính thứ nhất là Niết Bàn của vị A La Hán và Niết Bàn của các vị thánh thấp. Thành ra những cái chữ A cha tha vô tăng A ca tăng A sẵn ca tăng này đó thì nó phải nằm ở trong cái những cái điều kiện đó.
Mà tại vì hỏi như vậy thì chúng tôi không có dám giải thích, tại vì chúng tôi không biết nó nằm đâu. Bởi vì nằm trong cái bài kinh nằm trong ấy thì mỗi cái chỗ nó có cái cách giải thích hoặc là những ngữ nghĩa nó khác nhau. Nằm một cái thầy á. Sa thúc kính tri ân ngài ạ. Dạ, quý anh chị có câu hỏi gì ngài không ạ? Hay là giơ tay trực tiếp hỏi ngài ạ? Dạ, xin mời quý anh chị. Dạ, con thấy định tuệ song tu đã kính tri ân sư. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tôn và các chư Tôn Đức và toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa kính sư, thật là lành thay là chúng con được biết được Phật giáo Nam truyền, thực giáo Phật giáo Nguyên Thủy, được nghe và học cũng như hành theo những lời Đức Phật dạy. Dạ, thì trên con đường hành đạo của chúng con thì nhờ vào cái sự văn minh mà chúng con có được mỗi ngày cũng như là mỗi tuần, là chúng con có thể nghe được Pháp hay là học được Pháp, mà nhất là nghe được Pháp, nghe được từ những chư Tôn Đức, những hành giả đã tu và hành thành công và chỉ dạy cho chúng con. Dạ, thì mỗi ngày phiền não nó đến với mình trong từng sát na, trong từng giây, từng phút. Dạ, rồi mình phải đương đầu với lại những cái phiền não đó, những cái vấn đề việc vô minh xung quanh mình. Không phải ai cũng là Phật tử, thành ra là rất là khó khăn cho chúng con trong vấn đề mà hành đạo. Nhưng mà chúng con cố gắng hành thiện cũng như là đi theo những lời Đức Phật dạy. Có những ngày mà khó khăn, chúng con cũng bị phiền não rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà cũng rất là may mắn là mỗi ngày, mỗi tối, hay là mỗi buổi sáng, hay là mỗi cuối tuần, là chúng con có được những cái room như thế này để mà vào mà nghe. Từ khi mà con vào, ngay cả con khi mà con vào trong room đó thì tự nhiên phiền não tan biến. Dạ, thưa, câu hỏi của con là xin ngài cho con biết là khi một ngày nào đó mà thí dụ như là con không được nghe những cái con muốn hỏi là làm sao mà mình có thể là trong từng sát na mình có thể là không bị phiền não xâm chiếm. Con biết rất là khó khăn, nhưng mà
con cố gắng là hết mức của con là con có thể thấy được cái vấn đề nào là thiện pháp và ác pháp. Nhưng mà nhiều khi có những chuyện nó đến dồn dập, nó làm cho đầu óc mình căng thẳng. Thì làm sao trong những giờ phút đó mà chúng con có được cái sự giải tỏa, cũng như là trở về với lại thân tâm của mình, giữ chặt vào hơi thở, cũng như là làm sao chúng con giữ được để những cái phiền não đó hay là những sự lo buồn đó nó không có ảnh hưởng tới chúng con. Dạ, con xin phép xuống mic. Dạ, con xin phép một lần nữa con xin kính đảnh lễ Ngài và quý Tôn Đức. Dạ, con xin cầu nguyện cho quý Ngài sức khỏe khang trang. Dạ, dạ con xin xuống mic. Dạ, con xin cảm ơn. Nam mô Bố Thà Gia, kính bạch chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Chỉ có một hạng người mà không có phiền não trong từng sinh được mà thôi, đó là Phật Tứ Thánh Quả. Thành ra muốn mà mình được về thì phải hành để đặt thành Tứ Thánh Quả thì nó không ấy được. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, thường mình nói là mình có thể là mình trong sạch thôi, mình không có phiền não trong cái lúc nào đó, thì thật sự ra đó, cái đó mình tưởng cho cái chuyện thật sự là nó không có thể ra được đối với phàm nhân. Đối với phàm nhân, bây giờ đối với phàm nhân đó, cái tâm mà nó sanh diệt đó, thì nó ở trong những cái lộ trình tâm, mà cái lộ trình tâm của mình đó, thì chắc chắn là nó phải có phiền não chứ làm sao nó không có được. Với cái phiền não của mình nó không, nhiều khi đó mình nó chen vô nhanh quá, mình có thể mình không thấy kịp mà thôi. Vậy chỉ cần bất bình cái nhỏ là có phiền não rồi. Nhưng bên cạnh đó những cái chuyện khác nó tới nhanh quá, những cái chuyện ví dụ trong lúc mình nhận được cái tin vui vẫn có thể có phiền não như thường, chứ không phải lúc nào mình cũng có thể quên nó được, không có, chắc chắn là không có. Chỉ có bậc thánh tứ thánh quả thì cái tâm nó mới trong sạch hoàn toàn thôi. Ngay cái bậc sơ quả, nhị quả, tam quả vẫn cái tâm vẫn còn phiền não như thường. Thành ra mình đừng có nghĩ tới cái tâm mình mà nó phải không có phiền não. Chuyện đó không thể có được. Chuyện không thể có được. Nếu mình tưởng tượng thì được, chứ còn mình muốn nó thật sự như vậy thì không được. Cái thứ hai, hằng ngày mình muốn được cái tâm mình được trong sạch, ít có phiền não khoái khóa đó, thì cái gì đó phải hành cái pháp thiền tứ niệm xứ liên tục. Liên tục rồi thế nào cái niệm mà đủ mạnh nó mới đối trị được một số cái loại phiền não thô thiển. Cho tới khi nào cái niệm đủ mạnh, nó có khả năng mà nó làm cho cái trí tuệ phát sanh được, thì lúc đó mình có thể nhận dạng cái phiền não nó là như thế nào, nhân duyên của phiền não như thế nào, thì mình có thể đề phòng được. Nhưng mà còn cái chuyện đề phòng mà 100% thì không thể xảy ra được đối với phạm nhân như mình, phạm nhân như mình. Thành ơi, muốn cho cái phiền não nó không còn nữa thì cố gắng tu tập thiền tứ niệm xứ cho tới khi nào đạt được cái quả thánh cao nhất. Đó. Mà cái quả thánh cao nhất đó thường đó quý vị, từ cái ngày đầu tiên Đức Phật giải ô qua thá ba thì mốc khá đó, Đức Phật đã đề cập tới rồi. Mà thường thường tại vì mình dịch kinh điển, mình dịch thành ra mình không hiểu, rồi mình cứ hiểu sai. Ô qua thá ba thì mốc nó có 11 câu, nhưng mà chúng tôi chỉ xin 4 câu là thôi, để nói tới cái việc mà chấm dứt phiền não nó nằm như thế nào. Sapa ba ba cha akara nang kusala so ba sambada sa citta bariyo da banang e thang buddhana sa sanang. Thường thường mình dịch đó, tại cái cách người đời mình nó giống như cái câu hồi nãy cô Như Quỳnh hỏi đó, mình khó hiểu mà mình có thể hiểu sai được.
không làm các điều ác. Xin thưa quý vị đó, không thể xảy ra đối phạm nhân. Bởi vì chứ không làm các điều ác đó là quả, chứ không thể là nhân được. Mình muốn làm gì thì mình phải tạo nhân. Thành ra nếu mà dịch để hành được, thì dịch là làm thế nào để được gọi là không gần người ác, hay không, làm thế nào để được gọi là không tạo các ác pháp, hay là không làm các ác pháp. Câu thứ hai đó, tức là tạo thiện pháp, hãy làm các thiện hay việc lành. Cái đó nó chỉ tới cho tới cái nhân. Nhân là như thế nào? Tức là mình tạo cái nhân thiện. Mà cái thiện cao nhất là cái gì? Là tứ thánh đạo. Thành ra hai cái câu đó là, thứ nhất là tứ thánh quả. Tứ thánh quả là người không làm các việc ác. Nhưng muốn đạt được tứ thánh quả thì phải là làm các việc lành. Tức là tứ thánh đạo, tức là cái việc lành cao nhất trong thế gian này là tứ thánh đạo. Cái thứ ba, làm cho tâm được trong sạch. Tâm được trong sạch là tại khi mình trở thành bậc tứ thánh quả rồi thì cái tâm nó chắc chắn là nó phải trong sạch. Thành ra Đức Phật dạy cái gì? Dạy làm thế nào để mình đạt tới mục tiêu đó. Chứ không thể ngồi trước 1250 vị A-la-hán mà Đức Phật với các người đang làm việc ác thì cái chuyện đó không có make sense. Thành ra từ cái ô a thá đầu tiên, tức là cái lời dạy đầu tiên của Đức Phật, đã chỉ tới mục tiêu cuối cùng cho tất cả chúng sanh có nhiều cái duyên để được gặp Ngài, hoặc là gặp các đệ tử của Ngài. Tức là làm thế nào để tứ thánh đạo, tứ thánh quả và Niết Bàn phát sanh. Đó là cái điều nên làm. Tại vì mình đọc mình không hiểu. Mình cứ hàng ngày mình nói mình không làm việc ác. Có những cái chuyện mà mình không có thấy được. Mình giữ giới nhưng chưa chắc mà là người có giới, thường thường vậy đó. Mình không phạm giới chưa chắc là người có giới. Cái điện đó là thường thường chúng ta không hiểu tới. Tại sao mà không giữ giới, tại sao giữ giới chưa chắc là người có giới? Bởi chữ giới nó là cái thành quả giữa pháp học với pháp hành. Đó. Thành ra khi mình sinh thọ cái giới đó, tức là pháp học, tức là mình học những cái chi liên quan đó. Pháp hành là sao? Đúng chuyện mà mình không làm thì cái đó giới nó mới phát sanh. Lúc đó mới gọi là có giới. Còn nếu mà nó chưa phát sanh, nó chưa có đụng chuyện thì mình không thấy là người có giới. Người không phạm giới cũng không thể gọi là người có giới. Mấy anh chàng cô ma hang nít nó còn bố bình, nó đâu làm gì ác đâu. Nó cũng không có giới. Nó là những cái mình phải hiểu về nhân quả. Khi mà hiểu về nhân quả rồi mà mới thấy được những cái đó. Chứ nếu mà không hiểu về nhân quả thì coi những cái nào mình nói nghe hay lắm, nhưng mà không hiểu và cũng không thể thực hành được. Đó. Thành ra cái chuyện mà mình muốn cho cái tâm mình trong sạch. Thật sự nói trong sạch từng sát na nó chơi vui, vui chứ một cái búng tay tâm sẽ diệt 1000 tỷ lần này, thì quý vị biết bao nhiêu chuyện nó nói rồi. Thành ra tâm mà được trong sạch thì mình nhớ phải hành thiền tới niệm xứ, để khi nào đắc tứ thánh quả thì cái tâm hoàn toàn trong sạch. Còn nếu bậc thánh thấp thì tâm trong sạch từng phần, còn phàm nhân mình thì tâm không bao giờ trong sạch cả. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ hình như cô Trần Đạo tính lên đọc câu hỏi gì đây. Dạ con lâu lắm mà không có thắc mắc, mà nãy giờ con nghe sư giảng con có cái thắc mắc nhờ cái câu chuyện là con rùa mù đó. Dạ thì ở đây con không hỏi câu chuyện con rùa mù, mà con nghe nói giống như chư tăng hay nói đó, thì trong kinh nói là dù như mình bố thí đến bằng sanh thì được bao nhiêu kiếp không đói không này không kia rồi thưa sư. Dạ thì nó đó là mình vừa bố thí mình được bao nhiêu kiếp như vậy, thì nó có một cái cách nào đó mà mình làm như thế nào để mình được bao nhiêu kiếp để được làm người hay không thưa sư?
À, thế giờ con nghe dụ như là nói là bố thí đến chữ tăng thì 1000 kiếp hay là cái như vậy, tức là nó có những con số người ta đưa ra cho nó có thôi. Chứ con muốn hỏi đây rằng là nó có cái cách nào đó để mà mình làm cái gì đó thì giống như 500 kiếp mình được làm người hay là cái gì đó. Dạ, con kính thỉnh sư giảng dạy ở cái điểm này hay là những cái phần này thì nó hên xui à. Dạ, con kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy Gia, kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, chắc chắn là mình không có khả năng đâu. Cái lý do đó là Đức Phật dạy là khi đến cái tâm của mình, cái tâm tư của mình trong lúc mình làm hay tứ tư trong lúc mà mình làm đó, mà cái tâm đó đó nó trong sạch thì xứng đáng để mấy trăm kiếp là người. Là tại sao? Tại vì cái đó là cái lộ trình tâm, ví dụ như 1000 tỷ cái lộ trình tâm thì trong đó đó cái khả năng mà có thể sanh được 500 kiếp có, nhưng không thể liên tục được. Mà nhớ chuyện đó ha. Tại sao không thể liên tục được? Khi cái nghiệp mình tạo rồi nó có 4 chuyện nó nói: nghiệp cho quả trong kiếp này, nghiệp cho quả trong kiếp thứ hai kế kiếp này, và nghiệp cho quả trong các kiếp về sau, và nghiệp đó trở thành vô hiệu nghiệp. Thì bây giờ khi mình làm một cái chuyện như vậy đó thì bao nhiêu cái động tốc trong cái lộ trình tâm mình đó, nó lại vô hiệu nghiệp. Bao nhiêu cái động tốc nó cho quả liền trong kiếp này, bao nhiêu động tốc nó cho quả kiếp sau sau vậy đó. Đó là chưa kể đó, khi mà mình tạo một cái nghiệp thiện đó, nó có nhiều cái trường hợp mình vẫn tạo nghiệp xấu liên tục như thường. Ví dụ mà ở trong thời gian mình gặp giáo pháp Đức Phật, ví dụ cho mình hên đi, mình liên tục mình sanh liên tục 4 năm của mình làm người không á, mình có thể mình học được. Nhưng mà trên bên cạnh đó đó, 1000 tỷ năm sau không có cái gì Phật nữa ra đời, thì trong 1000 tỷ năm đó mình sanh làm người, làm này làm nọ, mình làm ác hay làm thiện, phải không? Mà khi mà mình làm ác nhiều hơn làm thiện thì những cái ác đó nó là chướng nghiệp để nó cản trở những cái việc thiện mình làm khi mình gặp giáo pháp. Đó. Thành ra cái người mà có thể mà bố thí để được cái đó liên tục á, chỉ có thể là bậc thánh mà thôi. Thí dụ như bậc Tu Đà Hoàn bố thí thì có thể liên tục, bởi vì bậc Tu Đà Hoàn đã đóng cửa 4 đường ác đạo rồi, không có đi xuống. Thành ra sanh làm người hoặc chư thiên liên tục mấy trăm kiếp thì có thể được. Nhưng một bậc Tu Đà Hoàn cũng không thể sanh liên tục mấy trăm kiếp, bởi vì ông đó chỉ sanh đi sanh lại có 7 lần mà thôi, tối đa. Thành ra nói cái chuyện mà giống như huynh hỏi đó, cái chuyện đó là không thể xảy ra. Đó. Bởi vì chắc chắn là bao nhiêu kiếp mình làm, bây giờ mình không phải nói chứ, mình mới làm có cái một lần bố thí rồi mình nghĩ mình sẽ sanh lại làm người 5 năm kiếp đó. Nói chuyện đó nói chơi chứ không phải được. Khi mà nói 5 năm kiếp vậy đó là tính cái lộ trình tâm trong một lần làm việc. Nó có năm, ví dụ nó là bao nhiêu ngàn tỷ lộ trình tâm, nó tính ra đó có khả năng nó cho mình sanh lại làm người với cái số lần này như vậy. Nhưng mà không thể liên tục được, nên nhớ chuyện đó. Sao liên tục được, phải không? Cái chức nghiệp bao nhiêu kiếp mình làm rồi, sao liên tục? Nó vô phá đầu này phá đầu kia, sao liên tục được đó. Thành ra cái quả nó có thể có được tới đó, nhưng mà nó không thể xảy ra liên tục được. Nam mô Bổn Thầy Gia. Minh Tâm đã kính tri ân sư. Và con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tôn. Kính thưa sư, bản chất của tâm là biết cảnh. Vậy giả dụ khi tâm không có khởi phiền não tham sân si, thì cái biết cảnh của tâm chỉ xét ngay lúc đó có phải không? Có. Lúc đó có phải là trí tuệ không thưa sư? Dạ, con kính dâng mắt đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia, kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính từ từ. Tâm có nhiệm vụ già biết cảnh, nhưng mà nó cái tâm mà nó không kẻ lên phiền não tham sân si thì cái chuyện nó không thể biết được và cũng không thể xảy ra. Bởi vì cái tâm tự nó là nó không có phiền não rồi. Nhưng mà năm hai cái tâm sở đi theo nó đó là nó có phiền não trong đó. Đó. Nhưng mà một cái tâm mà tối thiểu mà phát sanh mà không có phiền não gì hết đó là chỉ có 10 cái kiết song thức mà thôi.
Tại mười duyên thức thì nó có bảy cái tâm mà nó không có phải là phiền não. Nhưng mà nếu mà ở trong cái tâm mà là làm động tóc đó, ví dụ tâm làm động tóc thì nó phải động tóc á. Là những cái tâm làm cái gì mà động tóc là tâm nào? 12 tâm bất thiện với 8 tâm đại thiện chỉ cho cái phàm nhân như mình. Thì hỏi mình nó xuống động tóc thì cái chuyện thế nào mà phiền não nó cũng chen vô. Chứ làm sao không chen được. Nhưng mà khi cái phiền não mà nó chen vô rồi đó, mấy cái lộ trình tâm sau này á, nếu mà là người, mình là người có hành thiền tứ niệm xứ á, mà cái năng lực của Atabi Sambachano Satima nó có năng lực đó, thì nó có thể nó bắt đấy được, biết được cái tâm đang có tham, có sân hay có si. Nhưng mà nó biết khi cái tâm tham sân si nó diệt rồi. Tại lý do tại sao? Bởi tham si nó là ác pháp. Còn cái tâm biết là thiện pháp thì thiện pháp không thể nào có khả năng mà sanh chung với ác pháp được. Khi mà nó biết rồi, mình nó biết có tham đó, tham nó diệt rồi chứ nó đâu còn nữa, phải không? Đó là lý do tại sao mà mình phải làm sao để cho những cái tâm sở mà trong cái gì khởi động pháp hành được, nó phải có năng lực để nó biết kịp là nghĩa là nó diệt rồi nhưng mà vẫn biết kịp, không quá lâu, nghĩa là không có suy nghĩ lại mà thôi. Chứ hai cái pháp đó là cái thiện pháp và pháp nó không đi chung bao giờ đó. Thành ra khi nó biết rồi, biết như vậy thì nó tâm có biết tham, nhưng mà tâm không có tham, biết không có tham là biết như thế nào, đó là cả vấn đề chứ đâu phải dễ đâu. Đâu phải nói cái tâm tham mà nó tham nó diệt rồi cái mình biết cái tâm không có tham ở đó, nói cái đó nó chơi chứ không phải nói thiệt. Khi mà nói biết không có tham là biết cái gì? Có thể là nó đang có sân, có thể nó đang có si, nó có thể là nó đang có cái gì khác. Thì phải biết cái đó chứ không phải là nói là tâm không có tham, biết không có tham là đủ, không phải. Nó nhiều khê nhiều chuyện lắm. Thành ra mình nhìn những cái đó không phải là cái đứa trẻ sanh để biết những cái đó là dễ đâu. Nó cả một cái sự dạy công luyện tập thì mới có thể thấy kịp được. Chứ còn nếu không thì mình nói thì nói được nhưng mà không thể hành được. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính tri ân ngài ạ. Dạ con đọc câu hỏi của Sô Bá Ná Chí Tá. Nam mô Bụt Thầy giá, kính thưa sư, khi chúng con mua tượng Phật ở tiệm về, tượng Phật đó có cần phải được các sư chú niệm trước khi đặt lên bàn thờ hay không? Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Nghĩa là mình mua phải biết cách mua mới được, chứ còn không mình mua cái tượng gì đó về rồi mình để lên mình có làm gì thì nó cũng không phải là ngài cả. Nên nhớ là mình mua về đó mình không cần phải kêu mấy sư mấy thầy gì tụng kinh đó, mình để lên là ngày nào mình tụng lễ bái tam bảo là mình nhờ vào cái tượng để làm đối tượng để cho mình tụng kinh, chứ mình không nhờ vào đối tượng để nó linh hay không linh. Cái chuyện quan trọng là mình cứ mua thực vật gì mình nghĩ là linh mà mấy ông sư tới làm này làm cái nọ để cho linh. Mấy ông sư mà tới làm để cho đạt được Phật rồi này kia, mấy ông sư đó chắc giỏi hơn Đức Phật à. Đức Phật cũng cần ai làm vậy đó. Nghĩa là mua đúng cái tượng mà có đầy đủ tương tốt, đầy đủ này kia chụp đem về là để lên một thờ là thờ được, chứ không có nói tiếng không cần ai lại làm gì cả. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, dạ sa thúc kính tri ân sư ạ. Dạ con đọc câu hỏi của chị Thanh Thủy. Bạch ngài, con nghe nói về bài kinh Nhất Thiết Lộ Hoặc trong Trung Bộ Kinh, nhưng con tìm được bài thứ hai trong Trung Bộ Kinh là bài Tất Cả Lộ Hoặc. Hai tựa đề này là một bài hay khác nhau? Con thắc mắc là nhất thiết nghĩa là gì? Kính ngài Quan Hỷ chỉ dẫn cho con được rõ. Kính tri ân ngài. Và con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Hỏi kiểu này là trả lời không được rồi.
Thầy biết lật ra coi lại nhất thiết là quạt nó dịch từ chữ nào và kinh tất cả là quạt kia đó dịch từ cái chữ Bali nào chứ câu hỏi câu hỏi vậy đó. Vì, thôi chúng tôi không có khả năng trả lời nữa đó, bởi vì trả lời vì biết nó sai xa hơn là không trả lời. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con thấy chị Thanh Thủy đã kia tri ân ngài. Dạ quý anh chị có câu hỏi gì đó không? Còn có 10 phút nữa là hết giờ rồi ạ. Dạ quý anh chị tranh thủ ạ. Dạ xin mời bàn tay chị Nhục. Dạ sa thú kính cảm ơn Sài Gòn. Nam mô cảm ơn Trần Đạo. Dạ Nam mô Bụt Tha dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức được bình kính chào đạo tràng. Dạ bạch ngài, nãy con nghe Minh Minh Tâm hỏi về cái kinh mà nói cái quả của sự bố thí. Con nhớ có cái bài kinh nào Đức Thế Tôn có nói về cái quả bố thí này. Dạ con cung thỉnh ngài chỉ dạy cho con ạ. Để con hiểu hơn một chút. Đúng rồi, nhớ Sài Gòn lắm. Dạ Nam mô Bích Tha dạ, con kinh dân Bích đến ngài. Nam mô Bích Tha dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự đó là hỏi tử chúng tôi cũng quên cái bài kinh đó. Bài kinh đó nói về một cái lít tha ná, tức là bố thí từ thấp tới cao, bố thí cho vật bàn sanh, bố thí lên này đó. Tự nhiên hỏi tử quên cái bài kinh đó thì có chứ không phải không. Đức Phật có dạy trong người nhớ nhiều không biết trong trung bộ trong gì thì bữa nào tới chúng tôi coi lại nó nằm đâu hỏi Phật tử quá mấy cái đó là không nhớ rồi. Quý vị hỏi gì nó dễ dễ cho quý vị nên biết chúng tôi là thất thập cổ lai Mỹ rồi, thành ra hỏi nhiều cái là không có nhớ kịp. Đó là về cái nói về bà Bukalik Đà Ná đó, tức là cá nhân thí nhưng mà nó có từ của nó, nhưng mà hỏi Phật tử quá không nhớ đâu. Quý vị nhớ chúng tôi là cỡ đó rồi, tức là thất thập cổ lại Mỹ rồi, thành ra đôi khi nó tế thể nó không có, cái tàu ốc nó không có nhanh được. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ sa thú con thành kính tri ân ngài. Dạ con rất là hoan hỷ, cái nào ngài nhớ thì ngài nói và cái nào ngài không nhớ ngài không nói, con rất đồng ý với ngài cái điều đó. Dạ con thành kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ Nam mô Bụt Tha dạ, nhưng mà lúc nãy con chắc ngài không có nghe không có thấy. Dạ một chút nếu mà có thời gian sư ngài có thể mở cửa VM cho con gặp ngài một chút ạ. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, đồng hồ Nhật Quỳnh còn có 7 phút. Dạ 7 phút thôi, nhưng mà chắc mình chỉ còn được 3 hoặc 4 phút nữa thôi quý vị. Nên Nhật Quỳnh kính mong bàn tay quý vị. Nãy giờ Nhật Quỳnh mời cô tự duyên mấy lần rồi, không thấy cô đưa tay cũng như cô Khê Ma. Dạ quý cô không có thắc mắc về trong cái sự học tập của mình hay sao? Cô Tệ Duyên, dạ, dạ kính mời đạo tràng. Chuyện mắt chiều khóa cửa hả? Dạ, bây giờ mà hết giờ rồi, bây giờ còn mấy phút nữa hỏi một câu đi, cuối cùng đi cô Tệ Duyên. Dạ, cầm mời cô nha. Dạ sa thú lành thay, kính tri ân Nhật Quỳnh. Bây giờ tự nhiên chỉ lên đảnh lễ và hỏi nữa là hết giờ rồi Nhật Quỳnh ơi. Dạ Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Liễu Tông đã dạy cho chúng con hiểu và học hành theo
những câu hỏi của quý Phật tử Ngài đã giải đáp để cho thông suốt, để chúng con học và hành theo giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và một lần nữa con kính tri ân Ngài. Hồi nãy giờ con cũng định hỏi nhưng mà con thấy hết giờ rồi, cho nên là tuần sau Ngài vô thì Ngài vào thì con cũng có một câu hỏi thắc mắc này, nó hơi cũng giống như Ngài nói vậy, hỏi bất cứ cớ Ngài không có nhớ. Cho nên là thôi bây giờ là con cũng xin thay mặt đạo tràng để kính tri ân Ngài rất nhiều, và chúc Ngài luôn luôn có được một cái sức khỏe tốt để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Rồi tự nhiên chỉ xin tri ân và đảnh lễ với Ngài. Rồi tự nhiên xin xuống mắt để mắt lại Nhật Quỳnh ha. Rất là cảm ơn cô Tư Duyên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con còn mấy phút cho con hỏi. Dạ bạch Ngài, Phật tử của chúng con có nên tìm hiểu về những cái luật của những vị tu sĩ không bạch Ngài? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, dạ, kính bạch Chư Tông, dạ, kính thưa chư quý vị. Bộ luật của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni cái đó là sách còi bói mấy ông sư với mấy bà sư. Thành ra cái đó cần sinh năng cần sử cần phải coi cho kỹ để biết ông nào là sư thiệt, ông nào là tà sư, ông nào là thiện hữu, ông nào là ác hữu ha. Chứ còn không tà sư ác hữu không phải có từ thời bây giờ, có từ thời Đức Phật kia. Chúng tôi nhắc cho quý vị thấy cũng như là thầy của Ngài Sariputta, tức là Sảnh Sai Virajaput đó. Khi Ngài Sariputta, Ngài lấy nói với ông thầy mình đó, có bậc ở hẳn chánh đẳng chánh giác xuất hiện, thầy tới đó thì được nhiều lợi ích. Thì ông mới hỏi lại là thế gian này người ngu nhiều hay là người khôn nhiều? Thì Ngài Sariputta trả lời thì dĩ nhiên thế gian này là người ngu nhiều, chứ sao người khôn nhiều được. Thì ông ta phán nhân câu sinh giờ, như vậy thì người ngu ở với ta, người khôn theo Đức Khô Tà Ma, thấy rõ ràng không? Đó là ác hữu đó, mình không có coi đó bói đúng mức thì nó lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết của mình để nó kiếm ăn. Thành ra nên coi cái luật của ông sư, của bà sư để biết, cho để hiểu luật nữa đó. Bởi vì nên nhớ đó, cái người nào nói đó là nói không có thật. Lý do luật của ông sư, luật của bà sư đó đa số là do cận sinh nam cận sinh nữ kiếm nhiều chuyện đó. Đức Phật cấm. Ví dụ như ông sư ông làm gì đó cái vô mét Đức Phật thì ai mét? Thì chỉ có cận sinh nam cận sinh nữ vô mét với ai mét thì Đức Phật mới kêu ông sư lên hỏi có hay không có. Ông sư thì ông sư thời xưa ông đâu có chối giống như bây giờ, nghe là chối phân. Nói già có làm thì Ngài mới đặt áp. Thành ra chính cận sinh nam nữ là người từ nguyên nhân đầu tiên để có cái luật mà ràng buộc ông sư và sư, mà giờ nói là không được tìm hiểu cho được. Nên tìm hiểu cho kỹ để biết ai là tà sư, ai là ác hữu, để khỏi bị người ta lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết mình để kiếm cơm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, giá kính bạch Chư Tôn, hiện giả kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo nào phát sanh và sự pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả Chư Tôn hiện giả cùng cận sinh nữ trong đạo tràng này có được cơ hội để thấy được giáo pháp Đức Phật ngay trong kiếp sống này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Ca, Nam Mô Sẵn Kha Ca, Nam Mô Rất Tân A Tỳ Giá Xa. Để mai mốt về rảnh này thì nói chuyện con Nhật Bình, chứ giờ đang bận tại chùa của mình ở nhà thôi, không cả không đi rồi cũng không ai nhà hết. Đã xin được rồi rung sớm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng của chúng con, để chúng con có một chút tri kiến đến gần với giáo pháp của Đức Thế Tôn, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Đại Đức Pháp Trang có trước máy không? Có nghe được âm thanh của con không?
Nam mô Bố Tha Giá, Đại Đức Pháp Trang có nghe được âm thanh không? Không, cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, xa thủ lành thầy, con rất là mừng. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp. Và sau đó chúng con cùng thỉnh Đại Đức Pháp Trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Uất tam ang ge na văn đề hằng ba đà phạm sum và ruột tam ang buột thể vô khắc đi tổ đâu sâu buột thâu cả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần. Uất tam ang ge na văn đề hằng tham man cha du vi thăng và răng tham mê vô khả li tổ đô sô tham mô kha ma tu tăng ma măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ge na văn đề hằng sẵn khanh cha du vi thọ tam ang sằng khê vô khá li tô đổ sâu sằng khô cà mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính dâng mít đến sư thành thị hại đại đại nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Khai Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý tu nữ về toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đại diện ngài Chí Đức cũng như chư tôn đức để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Bụt Tha Giá. Hệ chi tăng ba tê tăng tâm ma hằng kia pa me va cha me cha to sa pe pu ran ta sang ca pa chan do pan na ra so ya ta ma ne chom te ra so ya ta sa pe te yo ve va chan ta sa pa ra ra ve na sa to ma te va va ton ta ra yo so ke di ka yo com phava phiva dana se le cha ne cha vo ta pa cha ye no cha ta rom tham ma va than ra yo van no so kang pa lang phava tu sa pa mang ka lang ra kan tu sa pa de va tam sa pa pa ta no pa ve na sa da sa te pa van tu te phava tu sa pa mang ka lang ra kan tu sa pa de va tam sa pa tam ma no pha ve na sa da sa te pha văn tu te pha văn tu sa pa mang ca lang ra can tu sa pa de va ta sa pa sang cam no pha ve na sa da sa te pha văn tu te tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn, cho được thành tổ mỹ mãn. Xa thu lành thai dạ ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni hoa gia ni hoa anh ta lịch khai ta tha ca tăng đê và
Manu si tăng bồ tăng nam a sa na su va ti ho tu ya nei tha bồ ta ni sa ma ca ta ni pum ma ni va ya ni va an ta le ca ta tha ca tăng đây của Manu su bồ chi tăng tham mang nam a sa na su va ti ho tu ya nei tha bồ ta ni sa ma ca ta ni pum ma ni va ya ni va an ta le ca ta tha ca tăng đây của Manu su bồ chi tăng sang khang nam a sa na su va ti ho tu hạng khu ta nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng khu ta nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống mà chữ thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được pháp sanh thành lợi. Hạng khu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng khu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà định hội hợp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau mà chữ thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được pháp sanh thành lợi. Hạng khu ta nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng khu ta nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được hoặc sanh thành lợi. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngữ yên hằng ngày, ngữ nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thật nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn nao khước hằng hạ xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ vật là mới tu, thiền nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn đổi không lường nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên thành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài, cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tân hóa trong pháp Phật soi giáo truyền. Nam mô Bụt Tha Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được do học pháp thảo luận Phật pháp, đến với chư thiên hậu trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà. Nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là xung quanh chân lý thiền đường, chùa Pháp Vân, chùa Phước Quang, chùa Pháp Vân, chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh năng, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến xâm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng huynh nhân ni ban nát sắp bát cha yo hồ tu, y đăng huynh nhân ni ban nát sắp bát cha yo hồ tu, y đăng huynh nhân ni ban nát sắp bát cha yo hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Liễu Tông, quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài,
cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Liễu Tông thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rôm Phật giáo Nam Truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào Rôm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ Rôm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hiểu xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rôm Phật giáo Nam Truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam Mô Bích Tha Giá. Con kính chúc quý ngài, Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Và con xin phép được xuống bích để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh, và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rừng. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, kính chào tạm biệt đạo tràng. Nhật Quỳnh rất là kính cảm ơn Thích Trần Đạo cũng như tất cả quý anh chị em đạo hữu đã ra hỏi những câu hỏi để Nhật Quỳnh được học. Wow, mến chào Thích yêu thương giờ vào đạo tràng. Dạ, vào đạo tràng phụ giới Nhật Quỳnh kéo màn rung. Mm-hmm.
Mangalam Uttamam.